Xin hỏi một câu là trong cái số người mà tu Thiền Tông đó thì cái tỷ lệ về Phật giới quá thấp, thì con nghĩ là nó sẽ có cái khó như thế. Thì con muốn như thầy chỉ kỹ kỹ chỗ khó để cho tụi con biết. Ý của cô hỏi là trong 100 người nhiều tiền thì chỉ có 5 người về Phật giới thôi, thì cái tỷ lệ nó quá thấp. Xin thầy chỉ cho cái khó đó để mà cho lên con số lên một chút, chứ đừng con số 5 là ít quá. Cái quan nó không thích về Phật giới. Bây giờ cái này tại mình không về, chứ nó rất về Phật giới rất dễ, mà tại nó không về. Tại mình bỏ nhất là bỏ tất ngã. Thứ hai là buông thì mình về. Còn bây giờ đó người ta chỉ cái này Đức Phật ổng còn bó tay cái chuyện này. Bởi vì thế giới này gọi là thế giới nhân loại và lý luân hồi. Người ta sống ở đây thì ta sống 16 thứ tánh người, mà ai cũng để gì cái tưởng và tham nó mạnh nhất. Bỏ cái tưởng người ta buông ngay cái này về Phật giới liền. Còn vẫn tạo cũng rất dễ đâu phải khó như ngày xưa. Bây giờ cái quyển, tất cả những quyển sách là viết ra. Mình có tiền mua cho người ta mượn, không có thì lên chùa xin cho người ta mượn, mình có không thì 5 người, 3 người biết là mình về được rồi, nhưng mà mình không muốn về đâu. Hay là ở đây các cái nhà cao quá này về ổn. Các người ta học về không đi về. Kiếm một thầy đã tụng cúng để đi ở trong cái dòng tàu để dưỡng nhà. Thì đầu tay lại làm con cháu đó, làm cháu nội cháu ngoại để dưỡng cái nhà. Thế tại mình không về, tại mình không muốn về. Bởi vì Phật cũng nói là sống trong thế giới nhân quả diệt lý này là sống theo cái tưởng và tham của con người. Con người ta đó không, Đức Phật dạy không biết giải thoát, ông dạy cách giải thoát cho không chịu. Nó đòi phải cho là ông thầy này và thầy kia, chứng này chứng kia, thì làm sao giải thoát được? Tất cả đó, khi mà chùa Thiền Tông công bố ra, ta theo Thiền Tông là còn hơn thua, còn tranh giành, còn đủ chuyện á. Đó bây giờ là tôi nói thật là trong toàn quốc những mấy chục cái Thiền Tông tham sinh để làm cái gì? Mục đích là để tìm cái danh. Chứ còn mình muốn tạo công đức dễ lắm. Về cái sách vở ra đây để khuyến khích cho người ta theo, ta hiểu cái này là mình có công đức bao nhiêu đó rồi thôi, mình phải làm gì hết. Ở nhà mình có nhiều lên trong các chùa cho to để gì vậy? Tôi nói thật cái chùa Thiền Tông Tân Diệu suốt dòng Thiền Tông, cái chùa này là lớn nhất mà ở chỉ bằng cái nhà bếp của mấy cái chùa lớn rồi nha. Thì bây giờ mình cứ căn cứ và muốn về, muốn cái chỉ số mà cao hơn thì như Phật dạy rồi, chỉ buông tất cả những cái chuyện thế gian đi là mình về. Còn tạo công đức vì nó có 3 con đường. Một là mình ham muốn, 2 là tạo công đức, 3 là công thức trở về Phật giới. Thì truyền thì bây giờ người ta đã nói rồi, khi công bố quyền ký ra người ta đã nói rồi. Cái cách con đường trở về Phật giới rất tỉ mỉ trong này, ai có được truyền thì sẽ nghe được cái này. Chứ đừng có bây giờ thì có nhiều người tu Thiền Tông còn thấy này chứng này chứng, nhiều chính của mấy ông thần ông gà rồi đó. Đó thì trả lời cô muốn về thì nên buông, đừng có hơn thua, rồi cố gắng giúp người ta bằng cách âm thầm thôi, chứ đừng có khoe khoang xe xua chi. Mục đích của mình thì muốn về một giới thì những cái chuyện thế gian bỏ đi, cố gắng giúp người ta vậy thôi. Rồi cô Lan hiểu chưa? Hiểu hỏi tiếp. Này con thì cũng muốn hiểu liên quan đến cái công thức giải thoát đó này. Như mình không biết là có cái khó trong cái lộ trình á, còn ở ngoài á thì con cũng hiểu là mình phải có cái cách sống là mình vô trụ với nhiều thứ, thì con cũng hiểu như thế. Nhưng mà muốn hiểu sâu về cái Phật công thức, cái khó mà nó liên quan đến cái Phật công thức đó này. Bây giờ quyển ký đã công bố rồi, bây giờ cái quyển Trần Nhân Tông ta đã viết ra rồi. Ông Trần Nhân Tông cũng trả lời rất nhiều cái chuyện này. Thì bây giờ tất cả những cái chuyện mà Đức Phật dạy ngày xưa, ông Trần Nhân Tông dạy ngày xưa, tôi đã vô, tôi đã không nói ra hết. Thì bây giờ nói đúng là còn mình nữa thôi, ham mà thôi. Bây giờ còn cái gì nữa? Giờ tất cả những người hiểu thế giới này là thế giới nhân quả diệu lý. Mình làm bất cứ cái gì nó phải có nhân quả. Bây giờ tôi nói là chỉ ngồi Nam Mô A Di Đà là đã bị nhân quả. Đại ta muốn gì muốn lên cực là ở đây cực quá lên sợ là ở sướng sướng là cái nhân quả rồi. Rồi ngồi kéo cái cản bộ thiền để làm cái gì cũng làm, nó làm ông thầy ông thiền sư. Thế thì nhân quả nó muốn làm thiền sư là phải làm thầy thiền sư, rồi để thiền sư để kiếm danh với người ta ha, để kiếm lợi với người ta là nó bị dính nhân quả. Còn tất cả muốn thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi này thì phải buông hết. Mình bây giờ lỡ ban cái thân này thì mang cho trót đi. Giờ quyền ký Đức Phật đã công bố ra rồi 2561 năm về trước, bây giờ mà nói nữa thì nên cố gắng theo cái này, chứ đừng để thời gian ngắn nữa rồi nó không còn tồn tại. Rồi lúc đó mình đi tìm khó, cũng đã gặp mấy ông thầy cũng lừa không, lừa nào vô đây cúng cho nhiều đi thầy giúp cho giải thoát, tụng cho nhiều giúp giải thoát. Thế là ông lừa mình. Và bây giờ công bố quyền ký ra thì Đức Phật đã dạy rồi, cái gì là trong quy luật vật lý này thì luôn một hết. Còn muốn khỏi ra ngoài đi cũng lừa đi ra, là cái công thức người ta đã công bố rồi. Trong cái bài truyền truyền 25 ta đã nói rồi là còn chuyện tạo công đức thì mình cố gắng ta tạo đủ điều kiện cho mình. Chứ tất cả những sách vở viết rằng là bán lấy bản quyền, còn chùa thì tao có chịu không bản quyền, tao tặng cho luôn. Và cái này là cái quý vô cùng, chứ không phải đâu. Nếu là tất cả những vị mà đã tu mấy chục năm rồi không biết cái này, mà bây giờ xin lỗi đọc có mấy quyển sách mà đã biết đường về thì đây là rất quý. Mình phải mong, phải cố gắng theo dõi cái này. Chứ bây giờ bởi vậy nói thật đó, 10.000 năm, 7.000 năm, một thời ra đời 2.700 năm sau mới dạy này. Mà dạy cái này là đến thời kỳ đã bắt đầu buổi diệt mới dạy cái này. Thì nên nhớ rằng mình không sống bao lâu thì bây giờ tới thời kỳ này mình nên học. Tôi thuộc cái này nó bắt mình làm cái gì không? Bắt mình đâu cơ gõ ngõ tụng kinh tụng gì về bệnh. Mà mình chỉ biết ba cái phần ham muốn về cái tạo công đức và biết công thức đi, thì cái này quá đơn giản. Bây giờ thôi thì trả lời cô vậy thì thắc mắc cô cứ hỏi tiếp. Con này con hứa con hỏi dùm cho người. Thì cái vị này phải hỏi là ví dụ như cái vị mà tu Thiền Tông đó mà với cái tâm không trong sáng, có nghĩa là dính với nhiều cái vấn đề mà thầy đó có thể đi dọc đường qua máu đó. Thì cái vị này nếu như mà có công đức thì có thể về được Phật giới hay không? Nếu mà theo quy luật á, quy luật nhân quả luân hồi, nếu mà đồ ác muốn về Phật giới cho được. Là gì về Phật giới này? Cái ác tức là những cái bóng tối, về Phật giới là ánh sáng. Dù có tối cỡ nào mà muốn về có ánh sáng chiếu vào dưới điều kiện, mình phải có công đức mới làm được thế này. Còn nếu tối ngày cái ác đức không thì thôi khỏi về. Bây giờ cúng đi cho cúng 100, 100, cúng 100 cái chùa hoàn toàn không về được. Nên nhớ một điều, phải tạo từng, bởi vì một đời người tạo 5-3 công đức thôi mà quyết chí thì về được. Vì khi mà mình có công đức rồi đó, vị thần quản lý tánh Phật của mình á, ông không giáo định rằng có nghĩa là công đức càng nhiều cái lưng nó càng dương. Nhưng càng dương thì cái vị thần không dám lên gần. Thì mình muốn tự tại đi ra, dầu ác đến đâu dây ở nào cũng được, nhưng mà khi đã buông rồi thì mình về được. Nên nhớ một điều đó, chứ đừng có mong rồi nói tôi làm ác này kia này tôi có công đức ấy, nhưng mà phải hiểu cái nguyên tắc đó. Thì bây giờ bởi vì trong cái cốt chuyện mà Đức Phật dạy là một tay đồ tể buông đau thành Phật. Cái tay nó giết bao nhiêu người, giết cả 100 người chết đâu. Mà ông Đức Phật độ ông giải thoát được. Thì bây giờ ở đây trước kia mình không hiểu, bây giờ mình biết rồi. Bây giờ chùa Thiền Tông Tân Diệu công bố cái vị trí này ra nói bằng cái chân thật, Tôi bảo đảm là cả thế giới không ai biết này. Tìm hết trong nước đi, dù anh cũng mua cho bằng tiến sĩ anh không biết cái này, đó thật. Cái này là Đức Phật giáo dạy truyền cho Thiền Tông đã nói rất rõ. Mà 26 cái câu mà con bố vị ký nó đúng ra thì nó tới 40 câu, nhưng mà cô không mơ đi mới công bố 26 câu, nó tới 40 câu vô ít thôi. Nhưng mà cái này thì không nói được, công khai được, mà nói cho từng người từng trường hợp. Mọi người đầu gan tôi nói thế này. Rồi câu hỏi tiếp. Còn có gì câu hỏi thì con hết. Mà con muốn hỏi gì hỏi lên hỏi, chứ để cậu ta với cậu hành. Con hỏi lên hỏi. Rồi ai mới ấy hỏi cái đưa tay, ai đưa tay trước lên trước. Con từ khi mà con được ký bản, con mua của sách 11 quyển về tu theo các môn Thiền Tông này, thì con đã quyết định là đời này kiếp này con đi theo các môn thiền thanh tịnh này. Thế nhưng mà con muốn hỏi thầy là ví dụ như bây giờ mà chúng con mà giả sử như mà con vô phúc á, mà lại quyết định tu theo các môn này rồi nhưng mà chưa có sức kệ ra được. Thế thì mà con đọc trong sách ấy thì thấy rằng là các môn thiền thanh tịnh này chỉ ở nước mình một thời gian nữa thôi rồi sẽ phổ biến đi Nam Châu. Thì nếu mà dòng thiền mà đi nơi khác mà con chưa xuất kệ được thì phải làm sao? Cái cổ hỏi là cổ chưa có làm bài kệ để mà vô biết học được, nhưng mà lỡ cho dòng thiền đi nơi khác thì sao? Nếu mà chưa làm kệ được dòng thiền đi nơi khác thì đợi lại cái phần sau, hôm nay thì ông ơi Nhật ra 7.000 năm sau, 8.000 năm sau sẽ đợi. Chứ giờ biết sao được. Còn muốn mà làm kệ thì bây giờ thì nên về xem tất cả, lấy 30 mấy của kệ của ông tổ đó cứ nghe. Ông ơi giúp cho tôi, cô phải đề một cái đề môn gì đó ha, đề nghị tổ giúp chắc chắn tôi là bây giờ mà có quyết chí nghe những cái bài kệ của tổ, là đồng thời nghe rồi cô phải đưa cái đề tài ra ha, muốn về Phật giới thì đưa ra, thì tự nhiên nên nhớ là cứ nghe hoài bảo đảm nó sẽ chạy, cái bằng mù thì nó sẽ chạy. Đó là cái bí mật của cái đồ tạo môn thiền. Con thì con đọc thì đôi khi là nếu mà con làm thì con cũng xuất được tệ rồi, phải được là cỡ hơn 10 tô hay hoặc là gần 20 tô. Nhưng mà con nghĩ rằng là cái đấy đôi khi là cái tâm thần lý của con, nên là con cứ đọc theo là 36 vị tổ quyển 8 thì là tự dưng mà cái tâm thân mình tự dưng mất, xong rồi cứ trôi được tệ ra một loạt, cho nên là con không biết là như thế nào là cái tệ mà con đọc mà con hiểu ra như vậy thì có phải là tệ vật lý không, hay con không dám làm? Con cứ chờ là khi nào mà mình được thân tâm mất như vậy xong mình trôi ra một loạt là mình cắt tô kệ, không cần gì rồi mình ghi vào sau, chứ không như cái tổ là tự dưng cái tổ là đúng là một đọc luôn, chứ không có cần gì là phải ghi ra. Đấy, con nghĩ cái vậy nên là con không có dám tin tưởng vào nên con không có làm. Cái của cổ là thường trong cái cuốn số 8 là cái vị tổ, là vị tổ này nói vị tổ kia thì tổ ra kệ liền, còn cổ là lâu lâu mới ra được một chút, thì nó như vậy nó đúng không? Ra được câu nào ghi rồi đây, nên nhớ là ghi, ta đâu có bắt buộc mình ghi đâu cả 5 câu, 12 câu rồi được rồi. Ra câu nào ghi câu đấy rồi dần nó chạy ra. Có nhiều người ở trong này có nhiều vị trong quyển số 6 vậy, người ra cỡ 500-600 cộng mà nó không dừng. Khi nó bắt đầu nó dịch nó ra rồi thì nó nhớ ra. Vừa ra thì ghi liền, vào 12 giờ đêm cũng phải thức dậy ghi ha, rồi dần nó sẽ đạt được. Cái này rất dễ, bởi vì ngày xưa tổ Phật không có ép mình là phải có chục câu 12 câu, nhưng mà nói lên được cái sự sâu màu của cái pháp môn Thiền Tông này thì rất dễ, chứ đâu có gì. Có nghĩa là người ta mở tối ra rồi bây giờ cái quyển số 6 của mấy trăm người người ta bắt chước theo đó, mấy ông tổ Quan, mấy ông tổ, mỗi ông đều có phát ra. Nhưng mà mục đích á, mình phải có cái chủ đề, mình nói trước đi rồi nó chạy theo từ chủ đề đến chủ đề. Cố gắng thua mình, nếu quý vị chắc chắn được. Ông tổ, ông đồng tổ Việt Nam không biết chữ mà vừa nói ông nói được 20 câu thì mình cũng cố gắng đi, chắc mình giỏi ở đó, mình biết chữ ai cũng biết chữ nhiều hơn, không lẽ 12 câu là không được. Vậy đó. Con này cứ sợ rằng là mình ghép như vậy thì mỗi lúc một ít thì không phải là đấy là cái tâm vật lý của mình, chứ không phải là cái tâm thanh tịnh. Bây giờ tâm vật lý thanh tịnh tôi không biết, nhưng mà nói được cái cốt tủy cái gì tâm, chứ đừng có nói đây là vật lý để thanh tịnh, đừng có nói là mà làm sao nói được cái cốt tủy này. Thứ nhất, học được cái này ăn luôn cái bài kiến giải đó. Cái bài kiến giải của cô có làm cái bài kệ, nhưng mà bài kiến giải cô làm rất hay, thì ban kiểm thiền ta sẽ tập đạo nên nhớ rồi phải xúc tích trong vấn đề cái tâm này. Bằng kiến giải để mình không biết được, mình hiểu sao mình nói vậy, chứ không phải qua về. Ta không cần là cái những danh hay chữ tốt không, nhưng mà thấy được chấm thiền này là ta chấm về cái sâu màu của thiền tâm, có hiểu như thế nào. Dạ con cảm ơn thầy. Nhưng mà thấy nghe nó biết mà đừng có dính theo cái gì đó là tánh Phật. Còn thấy dính là tánh 16 tới tánh 10 rồi. Không dính cái gì 16 tới bắt buộc này. Thấy cái xe, tham cái xe thì tánh người tham đó. Thấy cái nhà cũng vậy, thấy cái gì vậy, nó dính. Cái này nó đơn giản. Rồi câu hỏi tiếp về. Vâng, con hỏi ý thứ hai là cái thời gian mà tiếp theo cái đã bị bệnh thì là bao lâu, tiếp theo bao lâu? Thời gian mà cái đã bị bệnh sắp tới thì trong khoảng bao lâu nữa? Thời gian mà cái đã bị bệnh sắp tới là còn bao lâu nữa? Nó hỏi NASA, chứ sao tôi biết được. Nhưng mà ông Phật cũng nói là chu kỳ thành tựu của Di Thất là 10.000 năm. 10.000 năm nó bị bệnh một lần. Mà cái đất này hiện giờ là 7 tỷ năm rồi. Mà 10 tỷ năm cái đất nó bị quỵ diệt. Nhưng mà mình thì nó đúng ra cái pháp môn này. Bởi vì nên nhớ một điều á, con biết là Thích Ca thành Phật thứ mấy ở trên trái đất này không? Nên nhớ nè, trái đất đầu tiên, trái đất này được hình thành ban bệ trời Thái Dương tạo ra năm khi mà sự sống con người nó ổn định 7.000 năm trần. Trường Phật quay âm dương thành Phật ở trái đất này cũng là lúc ông Thích Ca nhào vô đây mà ổng quay, ổng đi theo trái đất quay là 7 tỷ 800 triệu năm. Mà cứ 10.000 năm một vị Phật ra đời thì con tính ra ông Thích Ca thành Phật được cắt từ ông quay âm dương cho đến ông Thích Ca là bao nhiêu lần Phật? 7.906 Phật. Ông Thích Ca ông thành Phật từ đó. Mà trong những cái quyển sách tôi nói ngược qua lại con mà 28 rồi. Chứ đúng là nếu mà tới ông từ ông quay âm dương cho tới Thích Ca này là 7.900 người, 900 lẻ mấy vị Phật chứ không ít được. Rồi bây giờ còn cái chuyện mà mình lo để thoát đi, chứ đừng có lo cái chuyện trái đất cho mình hay là nó bị tàn là để đó. Mình lo mình chạy khỏi thì thoát khỏi cái quy luật này đi. Con hỏi là bị bệnh sắp tới, còn là khi mình tăng giã thì nó xa quá thì con không quan tâm cái đấy lắm mà mình bị bệnh sắp tới. Cái thời bị bệnh của cái giáo pháp ca tới năm nữa. Bây giờ cái căn cứ vào cái này con biết bao nhiêu năm thì con thích con lấy cái tính là con tính. Bố Phật con nói là khi mà Như Lai dạy ra đời để dạy đạo thì 3.000 năm trái đất bị hủy diệt. Mà bây giờ bao nhiêu rồi? Bây giờ 2.561 năm trừ 3.000 coi ra còn bao nhiêu? Còn cái chuyện đó, ổng nói là cái đất này á, quy diệt số mà không là do cái quyền ký này đi ra. Quyền ký này mà đi ra mà tất cả người ta nhận được thì cái đất này nó sẽ kéo đến 3.000 năm. Còn không, nó chết lúc nào không biết. Nó uống thuốc tự tử lúc nào không biết ra. Thì bây giờ con là 3.000 năm trừ 2.561 năm là gì? Rồi từ đây cho tới khi mà công bố quyền ký này, tới đó thì trái đất nó bị hủy diệt lúc nào là do các con người. Bây giờ nói thật, mấy ông lãnh đạo thế giới mà biết cái này thì tự nhiên tốt là đi. Ông không đánh nữa, ảnh nói tôi là đi. Tới ngày cũng phải đi cái tết giống như mình ở đây nè. Tới 100 tuổi, không, bây giờ 8 tuổi không chết thì cũng chết, 8 tuổi không chết thì nó phải tới chu kỳ để có thay đổi. Là vì nếu mà không chiến tranh thì cái đất này lên 10 tỷ cũng bắt buộc là phải tan rã. Bởi vì sao? Bây giờ con nên nhớ rằng là ở trong cái nhà 100 thước vuông 10 người thì không đánh lộn, 100 thước vuông 100 người thế thôi. Thế nào có đẩy ra được mà. Thế đó là cái quy luật nhân quả, quy luật luân hồi đó. Thì bây giờ này thì con hỏi thì nó cũng đúng trong Thiền Tông nhưng mà điều nó không thiết thực lắm. Bây giờ mình lo, mình bao nhiêu tuổi này bây giờ đo đi, nó chạy ra. Trở về bên kia rồi mới ấy, còn bên đây mình nó quay lại đến đây là mình rồi cái nhân quả luân hồi nó không thoát là được đâu. Rồi bây giờ đó đã vậy thì có nhiều người 8 đến 10 tuổi, 100 tuổi thì không chịu lo đâu đó còn bài nào cúng này cúng kia đi lấy tiền nữa, nó khổ rồi nó quanh đi quanh Thiền Tông ra đời rồi bây giờ nó chửi Thiền Tông nó khổ rồi. Đã người ta chỉ một đường giải thoát mà không nghe tông còn đi chửi người ta. Mà cái này Phật nó nói rồi Như Lai dạy mà mấy ông đúng chữ. Nhưng mà bây giờ dù trong minh cỡ nào đi nữa thì cái tánh của người là không thể. Cắt cái chùa cho to ra, thông 1 tháng tôi thông 1 tỷ, rồi giờ chơi kiểu này thì không có đâu đồng nào rồi, thì tôi tả tiền điện lên để giữ là phải. Thì không cái đó mình cũng chấp nhận, là gì mình gan mình chấp nhận mình bổ yếu này thì mặt tình cũng giữ không thành vấn đề. Nếu mình gan vậy mình thành Bồ Tát, không sợ chết, giống như Thích Quảng Đức không chịu chết, đốt lửa thành giờ thành Bồ Tát. Cái sự thật ông Bồ Tát là người gan không, chứ không phải thành thông thép màu gì đâu. Ta nói là do cái người gan, tự nhiên cái người mà hy sinh về nước ta nói anh hùng, chứ đâu phải thành thánh gì đâu. Anh hùng là hy sinh về nước, là ta người đời ngưỡng mộ thời gian thôi, chứ không lẽ ngưỡng mộ hoài. Câu hỏi thế thì các bạn hỏi tiếp theo là cái cách tác đạo công đức thế nào là hiệu quả nhất, hay là tùy căn cơ của từng người ạ? Thì nãy nói rồi, tạo công đức thì bây giờ đó giờ con kiếm mới Trần Nhân Tông đã làm cho với cúng quyền kiếm để cho đó, đem về nhà con bỏ đi, rồi con nói tôi cho mượn nè, người nào được cũng cho luôn. Mỗi một người con cho mượn mà người ta xin con là con có công đức, đưa cho người ta 3 ngày giờ đợi lấy đó là nó trả con mà không có công đức. Nhưng mà con cho người ta mượn mà lấy lợi á, người ta năn nỉ rồi chắc chắn còn có công đức. Đó đây là gọi là cái kiểm chứng, mà cái kiểm chứng công đức ở chỗ đó. Có nhiều người đưa sách học tập là không có gì đâu, có công đức. Thấy không? Rồi muốn cần nhân chắc chắn nhất thì nên nhớ rằng bây giờ vì cái có tặng sách cũng có nhiều cái tặng lắm, nhưng mà cái Trần Nhân Tông rất nhiều, nên xin cái này về rồi là mở cái thư viện nhỏ trong nhà mình á, cái con mượn sách thì tới cái điều một mượn mà lấy bà chồng rồi trong 100 quyển đó, trong vòng 1 tháng mà con cho hết rồi, bảo đảm không cầm. Nó là dễ chứ đâu phải bỏ ra đồng nào đâu, không sợ, đừng sợ tốn tiền. Tu Thiền Tông đừng sợ tốn tiền. Nên nhớ một điều, mình phải biết cách mình có công đức không. Mình nói 10 người ta nghe đủ 10 người có công đức, còn nếu mà nói 10 người thôi họ để ý hơn rồi có chút nào đó. Rồi hỏi thế thì con hỏi em ý trong các cái ý của 10 quyển sách con đọc cũng khá nhiều lần rồi, thì con hỏi là cái phần trung âm thân là di chuyển từ cái cõi này đến cõi trời ấy, từ các cái cõi về cõi người ấy, thì thời gian bao lâu? Ví dụ như là từ cõi đời vô sắc, hữu sắc hoặc là dục giới về cõi người, hoặc là từ các cái thần hoặc là cái cõi khác người thuộc các giới về cõi người, thì khoảng thời gian trung âm thân bao lâu? Cái khoảng thời gian mà từ khi mà hưởng hết từ cái cõi trời trở về đầu thai cái địa dòng tộc á, thì cái khoảng thời gian đó là bao lâu? Cái này không nói bao lâu được. Có nhiều người đầu thai làm kiếp người, tại sao có người 90 tuổi mới chết, có người 80, 30, 40 mới, là do cái phước của người đó. Bây giờ cái phước anh lên cõi trời vô sắc là 100.000 năm, nhưng mà có 80% rồi đó, thì sống 80.000 năm thôi, chứ đâu đủ 100.000 năm. Thì đây như vậy thì mình không có ấn định được cái cố định được, là do cái phước của mình. Bây giờ ví dụ là bây giờ người ta nói là quy định đi Mỹ chơi 1 tháng đó là 3.000 đô, còn có 2.000 không đi 20 ngày không về, chứ này là ở đồng bằng cái ta, cái đó là nguyên tắc cái đó, không ấn định được. Còn con hỏi là cái trung ẩm thân mà di chuyển từ cái lúc mà hưởng cái phước đức dương hoặc là ác đức thì quay về cái cõi người này, cái khoảng thời gian này có cái dung sai, chứ không phải là sống ở cái cõi mà. Cái này nó thuộc về nhân quả luân hồi. Bây giờ đó mình ngồi mình ở đây nè, giống như là mình đang nắm cái con bóng, mình đang nắm vậy nó nhẹ đó, cái phước rất nhiều. Phước đức mà cao nhất nó đụng tới cái nóc nhà đó, vừa tả nó bay tới đó, còn là phước đức dương cương dương nó lên, nó đưa cái cõi trời vô sắc mà nó bay tới cái vùng qua nó đứng đó là thì cõi trời hữu sắc. Thì cái chuyện gì còn nếu mà ác đức á, vừa thả đất nó nằm xuống liền nó hút. Còn cái con nứt á, thả nó không bay lên mà nó cũng rớt xuống, mà nó dính ở trong này không, tự nhiên nó bay ra ngoài. Đó là cái con nứt đi ra, cái con nứt đi trở về một giờ. Đi mà con đường đó nhưng mà nó bay cho đến khi nào mà nó đến tới cỡ bao nhiêu quy lực, nhưng mà cái hồ nó quay mà nó cuộc đơn nó bay cho đến tới chỗ nào không quay, thì đó gọi là trung tâm vận hành của hồ, thì nó mới ra được tới đó Phật nhãn nó mở được. Chứ bây giờ mình là nghiệp Phật nhãn tuy có mở nhưng mà phải thấy bằng cái tánh thực, thành nó không có xa được. Muốn mà Phật nhãn trở về trung tâm vận hành của hồ thì phải tánh người phải tan rã ra, trung tâm phải tan rã ra thì tánh Phật mới trở về cái ban đầu đó. Nha, còn chuyện nó rơi nó mau, đi mau đi chậm thì cho con rất nhiều ít, con rất ít nhiều thật nhiều vô lượng rơi rất nhanh, giống như con cái cục đá mà con có để trên đất nhà nó nặng cũng rơi, còn nếu mà con còn cái hộp giấy nó rơi thì tự chứ nó bằng đó. Cái này mình không có phân biệt được mà do cái công đức của mình. Còn nếu mà vấn đề giàu tới các 18 tầng thì nó cũng nằm ở đâu đây. Đó là cái đồ ác quá thì nó rơi rất nhanh. Ở vậy thành nó trường tức khắc đi vào tầng 18 thì nó là do cái nghiệp ác đức của mình. Con nói là ban đầu thì con cũng thấy cụ thể cái đấy, nhưng mà con muốn hỏi thì thầy con là đó không nên không giải đáp của thầy. Một ý nữa là biết câu thì họ không ngớ lại, không cứ hỏi ạ. Tức là trong cái phần sống trong cõi thần thì 500 năm ngừa thì cái phần ở trong cái cõi phúc sinh và gọi là cô hồn thì cái dung sai là khoảng kéo dài bao lâu? Phúc sinh và cô hồn tức là phúc sinh và ngã quỷ thì là cái dung sai ở trong đấy là bao lâu? Phúc sinh cô hồn nó khác, hai cái đấy hai cái ý trên. Nếu bây giờ tôi nói là ví dụ một người ta là người mà mất, nếu mà ở trong cái việc rồi ngạ quỷ á, chứ ngạ quỷ đây là cô hồn, nhưng mà trong cái thời gian này nè mình mất thân này rồi 3 ngày sau ở trong cái loài ngạ quỷ á thì 3 ngày sau mới thức dậy được, còn không thức sớm được. Nhưng mà thức dậy thì được ở trong cái này nè 49 ngày. Nếu mà mình cái người đó mà họ có cái gì mà có cái nghiệp ở trong cái dòng tộc này thì họ đưa đi vô. Còn nếu mà cái nghiệp họ không có nghiệp trong cái dòng tộc thì họ có làm cái rồi đạo lý á, đi ra là cô hồn là cái câu này. Chứ mình cũng không hiểu không biết nữa là tùy theo. Có nhiều người họ kiếp đạo quỷ 10 năm họ chạy vô dòng tộc, có nhiều người kiếp đạo quỷ hàng trăm năm rồi mới trở lại. Còn vô dòng tộc cũng vậy đó, do hai người tạo nhân quả lên trên này làm vợ chồng con cái ông bà cha mẹ nhau, mình có cái nghiệp của người ta, mình cái này không có ấn định được. Nhưng mà nói đó là không ấn định được là thời gian qua đâu. Còn cái súc sanh là tùy theo là khi mà mình mất rồi nó cũng mấy ngày. Nếu mà loài súc sanh mà có loại nào vừa mất mở mắt ra là thấy một con thú nó giết mình thì giết mình nó chạy đi, giết 100 thú đó. Mình nhân quả nào đúng, nhân quả loại nào chuông vô loại đó. Cái loại thực dân nó nằm ở trong cái này. Tại sao có nhiều người khi mà họ không chịu chết đó, họ chết đâu mà khi họ mở mắt ra đó. Mình nhớ rằng nếu mà biết gia đình nào mà biết người đó đi cái cõi nào đó thì trong trước 3 ngày chết người ta sẽ thấy cái gì đó thì chắc chắn là mình phải đi con đường đó, không có sám hối cầu siêu của ăn gì đâu cái này đâu. Đó là cái báo tôi biết đó. Thành ra nếu mà ở trong dòng tộc là thấy người trong dòng tộc nha thì chắc chắn về. Còn kêu thấy kia mà cảnh dực chấp này kia nọ chắc chắn là một hồn. Còn mà thấy hình này hình kia là chắc chắn lên đó. Thì phải hiểu cái này nó tiền gọi là tiền cái chết trong 3 ngày bất cứ ai Có nhiều người tại sao mà ta chết ta trốn được, cái chỗ này ta trốn ta biết. Bởi vì nếu mà mình có nghiệp mà thấy thì ta nói 3 ngày 4 ngày là chết. Mà chết đó mà coi chừng chắc chắn rồi thì thường mà thấy thì vậy rõ ràng là lỡ luôn trong lòng và làm người. Bởi cái này thì nó đúng đó. Còn mà thấy những cái mà đi giảm sanh thì gì nó không thấy đâu, nó chỉ thấy những cái cảnh rất đẹp thôi. Còn mà nếu mà còn muốn trở về cuộc giới là cá thì nó thì ta qua còn biết hết, cái thời gian rất dài mà như thế nào là biết hết. Là còn hỏi gì? Con đã được nghe sự giải đáp của thầy, tức là từ không có cái thu thuộc vào công nghiệp được, đúng không ạ? Không có cái bản dung sai nhất định, đúng không ạ? Câu hỏi của tiếp theo là con cũng hiểu được ý nghĩa của 49 ngày, thầy có thể cho con rõ hơn được không ạ? Rồi 49 ngày từ đâu ra được nghĩa nói như nào? Ý nghĩa của 49 ngày, ý nghĩa của 49 ngày tại sao là 49 ngày mà không phải là 50 hay là 48? Cái này là Phật ông nói vậy, ông thấy sao ông nói vậy, không dạy mình nghe thôi. Chứ còn cái nguyên tắc cái vật lý là 49 ngày gọi là cái thời gian sau cùng. Nghĩa là anh mà có ở trong ngạo quỷ hay dòng tộc không quá 49 ngày đó, giống như cái lịch trình ở này, tại sao mà ta không để là 32 31 hết thì còn 30 hết rồi. Cái đó là cái ấn định của cái nhân quả này, các Phật không thấy sao đó, nói vậy đó. Chứ còn mình hỏi cái tại sao ấy, thì cái đó thì đến để thành Phật đi tự nhiên kia. Thì con cứ hỏi cái gì con không biết, con cứ hỏi cái mà thì con hỏi cái gì thì nó có thể nhớ thêm, con hỏi thêm bây giờ con dùng cho người khác lại thì đã mất thời gian của người khác. Cảm ơn thầy, mọi người ạ. Chào anh quản trị, con tên là Ngô Thị Thúy Hằng ạ. Con cùng với anh của con là ngày hôm qua thì ăn đồ với bạn đây cũng rất là đẹp duyên để được gặp Viện Chủ thì con tên là Ngô Thị Thúy Hằng ạ. Ngày hôm qua con với anh của con thì từ Hà Nội nào thì cũng biết là rất là có duyên để hôm nay được gặp Viện Chủ, thì con có 3 cái câu hỏi con muốn hỏi ạ. Nhưng mà trước tiên thì con muốn chia sẻ là trước khi mà đọc mấy cái cuốn sách mà để chúng viết ra thì con cũng không hiểu thế nào là tịnh độ hay là niết bàn hay là Phật tông, Nam tông, Bắc tông, và chỉ khi mà rất là vô tình thì được biết đến cái cuốn Huyền Bí của Đức Phật thì thực sự là cái cảm xúc của con lúc đấy thì nó là một cái cảm xúc nó khá là đặc biệt. Lúc đấy thì con đã vỗ bàn, con đã khóc và con đã rất là trăn trở là bao nhiêu năm mình sống đến năm nay mình 42 tuổi mà mình mới tiếp nhận được cái ngày mà mình mới hiểu được hóa ra đây là cái con đường của mình, hóa ra là mình đã đến bây giờ mình mới hiểu cái con đường của mình trở về. Lúc đấy thì con xúc động quá và mình cái xúc động thì con đã muốn là phải đi vào ngay chùa Tân Diệu để gặp Viện Chủ rồi để hỏi đặt ra những cái câu hỏi. Nhưng mà rất là lúc đấy thì có một chị là chị Nga ở ngoài Hà Nội ạ, thì con đã tiếp xúc được với chị Nga và cũng rất là may mắn là con đã được tham dự cái buổi truyền thiền của chị Nga ở ngoài Hà Nội. Và cái buổi truyền thiền đấy nó cũng tạo cho con một cái sự xúc động rất là mạnh, là hai anh em đã đặt cái kế hoạch là phải vào đây, trước là để tri ân thầy, sau là trước là tri ân ni sư Đức Thảo rồi tri ân thầy, và cũng có những câu hỏi để giải đáp thắc mắc. Thì con xin cảm ơn 3 câu hỏi ạ. Thì như vừa nãy thì thầy có nói là để mà có thể tu giải thoát thì trước tiên là phải có một cái ham muốn được tu giải thoát, thứ hai là mình phải có một cái khối công đức đủ, và thứ ba nữa là mình phải nắm được cái công thức để mà mình có thể tu giải thoát. Thế thì cho con xin hỏi là nếu mà con đã hiểu được 3 cái điều đấy rồi thì có nhất thiết là con cần phải xin là cấp yếu chỉ và cấp bí mật Thiền Tông nữa hay không? Đấy là cái câu hỏi đầu tiên của con ạ. Cái câu hỏi thứ hai của con ạ. Ở đây ý cô hỏi là tổ biết được là muốn giải thoát thì thứ nhất là phải có lòng ham muốn, Thứ hai là phải có công đức. Thứ ba là phải nắm giữ cái công đức giải thoát. Có nói nếu mà đã biết được như vậy rồi, có cần phải được cấp chứng chỉ hoặc được truyền thiền hay không? Thường thường á, cấp chứng chỉ á thì để khi mình có cái căn bản để tiến lên được truyền thiền. Mà cái truyền thiền, trong truyền thiền này, cái điều 25 người ta mới dạy chỉ cái cách ta sẽ cung cấp cho mình cái quyển sách đó, một phần đó thì về lâu lâu quên thì mình có mình xem lại. Nếu mình không đi qua cái hệ thống này thì cũng về được chứ phải, nhưng mà hơi xui. 10 người có thể đi làm đến 9 người đó. Nếu mà có đúng cái hệ thống, bởi vì cái này cái Phật truyền theo dòng Thiền Tông để nhắc tên rồi người biết rằng quy luật nhân quả luân hồi chỉ có Thiền Tông có nói được cái này thôi, còn tất cả các kinh điển trước hoàn toàn không nói được. Từ 500-600 bộ kinh tiểu thừa, 12 bộ kinh có đại thừa hoàn toàn không nói cái này, mà chỉ là nói sơ thôi. Chỉ có Thiền Tông mới dạch trần ra, nên nhớ này. Thì mình nên cũng nên nhớ rằng cũng nên xin để thứ nhất cô có cái bằng là có giấy chứng chỉ hoặc là có điều kiện thì cô về cô nói với số người ta mới nghe, chứ còn cô đây không nói nó cô đi mình không có làm. Nhưng mà nếu nói đi tôi đi, tại sao tôi có cái này mình có thể nói được. Còn nếu ta nói cô không có cái giấy gì, ta nói cô đi thì sao? Thì cô đâu có cái kiến thức gì cô nói là ta, mà cô nếu mà cô nói là ta không nghe đó thì vô ích, thì nó bắt buộc. Bởi vậy thành ra tất cả về sau Đức Phật không nói vẫn giải thoát được chứ phải không, nhưng mà với điều kiện phải hiểu cho rõ. Còn nếu mình không hiểu rõ thì phải truyền thiền, người ta mới cung cấp cho mình cái tài liệu này để làm gia bảo. Mà nếu cung cấp được này là gọi là gia bảo. Thì hỏi câu hỏi thứ hai. Dạ, con xin hỏi câu hỏi thứ hai, tức là hồi nãy như con có nghe thầy nói là cái việc tạo ra công đức thì có rất nhiều cách để tạo ra công đức. Ví dụ như là mình có thể là một cái thư viện nhỏ và mình đưa những cái cuốn sách của bên bộ để ký vào, và khi mà cái người đọc sách và người ta có cái nhu cầu là người ta muốn xin mình cái cuốn đấy thì đấy cũng là một cái cách để tạo công đức. Thì cái câu hỏi thứ hai của con thì nó hơi khác một chút, là bởi vì cái công việc của con là cái công việc con hiện nay con là phó giám đốc trung tâm tư vấn và trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ. Thì trong cái quá trình con làm suốt 14 năm thì con tiếp xúc với hàng nghìn thân nhân gia đình liệt sĩ, cũng như là con hiểu rằng là các gia đình liệt sĩ họ cũng gặp bế tắc. Rồi bản thân khi con cũng hiểu rằng các liệt sĩ người ta mất đi trong cái hoàn cảnh của họ thì họ có những người ta rất là vất vả, người ta cũng chưa biết là người ta bị mất cái sự sống vì bom đạn chiến tranh như vậy. Thì con rất muốn là làm cách nào đấy để mà giúp cho họ để có được như con được tiếp cận với cái công thức giải thoát như thế này, thì làm thế nào để giúp được cho những cái linh hồn, những cái vong hồn của những cái người đấy họ có thể có được cái công thức giải thoát này. Họ không phải là con người để mình có thể đưa cho sách hay là nói chuyện với họ được ạ? Dạ, đấy là câu hỏi thứ hai của con ạ. Con sẽ làm lại. Cái ý của cổ nói là bây giờ là có nhiều cách để tạo công đức. Trong đó có ý cổ là cổ nói bây giờ cổ muốn giúp cho những người liệt sĩ, tức là những người đã mất rồi đó, làm sao mà họ biết được cái công đức để giải thoát, họ có biết được pháp môn giải thoát này. Những người liệt sĩ, tức là những người đã mất rồi đó, những người đã chết vì chiến tranh. Mình lo mình đi. Bây giờ cái liệt sĩ nó nằm tới cái dạng khác rồi, nó ăn ngoài khác rồi làm sao giúp? Nhưng cô suy nghĩ đi, cái anh liệt sĩ á, thì người ta không phải chết, không phải là đơn thuần đâu. Tôi không nói nhưng là ở thế giới khác, mà cái thế giới nó rất mạnh à, nha. Cô nên nhớ một câu thế này nè, tất cả ai cũng nói câu này: sống làm tướng chết làm thần, sống làm binh sĩ, chết làm gì? Thần thừa anh. Tướng thì làm thừa thành lãnh đạo. Thì bây giờ mình lo mình đi, để nó lo mấy cái người kia chi. Cái đó là đã mình không đồng ý đâu đó. tất cả như nữa. Ta không có đồng ý giải thoát đâu. Nếu là thần muốn vậy, nếu muốn giải thoát thì là thần hoàn toàn không muốn giải thoát, bởi vì ta của quyền. Giống như bây giờ cái người mà ta giàu có quá, biểu ta bỏ giàu có thì đi theo cái này đại thế. Nên nhớ là đừng có mơ mộng, lo mình đi, nên mình đi. Rồi về Phật giới á, muốn tạo công đức thì mới dùng Phật giả, dùng ngó qua đây là ai thích thì giúp ta có tiếp tục hơn. Chứ còn thôi đừng có mong gì giúp mấy cái người kia là thế giới khác. Thế giới này một chút không được. Ví dụ bây giờ là tôi nói thằng cô á, nhà cô đâu tôi là Đạo Phật mà tôi Thiền Tông. Mà mấy người kia là tôi Đạo Phật á, mà tôi tình độ, cô nói nó chữ tôi đó. Nó không đúng với người ta. Mình đừng có kêu một đừng có lo bao đầu cái này, mình lo mình đi, lo giải thoát, tìm công đức 5-7 người về. Nhớ phải cố gắng là tạo được công đức và đồng thời biết được cái công đức. Thì mình muốn hai cái này đó, ba cái nó phải song song với nhau. Rồi nếu mà ba cái mà nó khác thì hoàn toàn không được. Mà nên quay trở về thực tế một chút, sống hiện tại và tương lai, đừng có lo bao đầu mấy cái này ra. Rất là cảm ơn Viện Chủ, bởi vì thực ra cái câu trả lời của Viện Chủ thì nó đã giúp cho con cách để giúp họ. Có nghĩa là con phải giải thoát được thì con mới có thể giúp được họ. Còn khi câu hỏi thứ ba của con thì con muốn hỏi Viện Chủ là có cái cách nào hoặc là có thể là từ cái phước đức mà mình chuyển được thành công đức không ạ? Em nghĩ là của câu hỏi là có cái cách nào từ phước đức mà chuyển thành công đức? Bây giờ tiền giấy không thể đậu thành quả rồi, thế gian mua được rồi. Chứ còn cái quy luật nhân quả, phước là khác, phước đức khác, ác đức khác, công đức nó khác. Nó mỗi cái là có một cái môi trường riêng, không có chịu được đâu. Nhưng mà mình sống ở đây, nếu mà cô muốn chuyển phước đức thành công đức khi còn sống chỉ được với điều kiện. Còn có phước cũng có tiền gì. Tôi đi mua sách giúp người ta giác ngộ là cô có công đức, chuyển bằng cái đó. Chứ đừng có nói tôi có phước riêng chuyện mà tôi muốn lấy cái phước này để mà tôi chuyển công đức, hoàn toàn không được. Bằng cách là mua sách cho người ta để tạo công đức. Cho đó là một tạo thực tế trên thế giới này. Bởi vì thế giới này có 3 loại đức: công đức, ác đức và phước đức. Muốn chọn cái nào? Ác đức thì đi ở trong trái đất này, còn phước đức là thì đi lên, nhưng mà nó đi ngoài cái trái đất. Công đức thì đi ra ngoài tam giới luôn. Phước đức đi ra ngoài cái đất chứ còn nằm trong tam giới. Công đức đi thẳng ra ngoài trở về Phật giới luôn. 3 cái công đức này phải hiểu. Đó là nên cố gắng là tạo công đức và tạo một cách rõ ràng, một thực cái một thực tế và khoa học rằng là Đức Phật ông nói là khi dạy tất cả những gì mà đi học đạo của Như Lai thì phải hiểu cho rõ, đừng có nghe đâu mà tin đó. Thì sẽ được đúng bằng thực tế và khoa học, chứ không phải nghe ai nói gì không tin. Đó thì cố gắng đi hỏi chính. Thôi con xin cảm ơn Viện Chủ và anh Thị Sữa. Chú ơi, cho hỏi tại cái hai cái câu hỏi này á, nó không có giống câu hỏi mà nó là giống câu nói thôi. Về trong mắt bố con này cho con hỏi này, cái suy nghĩ mà không bị sức hút của vật lý âm dương của trần gian này là cái suy nghĩ của tánh thanh tịnh, tức cái suy nghĩ của Phật tánh này, câu số 1. Còn câu số 2 là cái suy nghĩ mà bị sức hút của vật lý âm dương đây trần gian này, nên bị sanh ra cái nhân duyên. Vì có nhân duyên nên sinh ra cái kết quả gọi là nhân quả. Đó là cái suy nghĩ của tánh người bị định hồn. Cho con hỏi hai câu này thầy có gì lúng túng là thì hai cái câu này là trong sách đã có ghi rồi, nhưng mà ý câu hỏi nó không có ra câu hỏi. Bây giờ tôi nói câu hỏi này, tất cả mình sống ở trên cái đất này suy nghĩ đều là suy nghĩ có hai chiều. Một, suy nghĩ là lợi mình, suy nghĩ giúp người khác trở về Phật giới. Nếu mà anh suy nghĩ là giúp người khác hiểu cái này thì anh có công đức, anh về Phật giới. Còn suy nghĩ mà để cho người hơn thua gì ta hay là suy nghĩ của luân hồi. Nên nhớ rằng thành ra trong Đạo Phật có nói câu là suy nghĩ giúp người khác gọi là suy nghĩ trong thanh tịnh. Còn suy nghĩ mà hại người ta là suy nghĩ của phàm phu, của người ác. Nắm hai cái vế này, chứ suy nghĩ tất cả thế giới này phải suy nghĩ hết. Nhưng mà suy nghĩ làm thiện, suy nghĩ làm ác, suy nghĩ tạo công đức, suy nghĩ tạo công đức, nó có hai cái vế này để hiểu cái nguyên tắc này. Giờ cái đó là cái câu suy nghĩ, còn câu thứ hai là cái suy nghĩ mà bị sức hút của vật lý âm dương ở trần gian này nên sinh ra cái kết quả nhân duyên đó, đó gọi là bị cái luân hồi đó. Rồi tánh người đó thầy giải thích cho con hiểu thôi. Suy nghĩ theo tham đó, thì nó bị luân hồi. Dạ. À, nên nhớ suy nghĩ tham luân hồi, suy nghĩ mà để giúp người khác giải thoát là suy nghĩ thanh tịnh, là suy nghĩ của bậc thánh nhân. Dạ. Đó, hiểu nguyên tắc. Chứ ông thánh nhân thì cũng tứ đại thôi, chứ không phải ông nó giỏi gì ông cũng bắn một phát ông vẫn chết thì được. Nha, còn mình tạo phu bắn phát cũng vẫn chết. Còn bởi vì cái tâm linh này là cái suy nghĩ để giúp người ta giải ngộ giải thoát, đó là của tánh Phật. Còn suy nghĩ mà hơn thua là của tánh người. Mình có hai tánh, tánh Phật tánh người. Tánh Phật là muốn đưa vậy này, còn tánh người thì muốn luân hồi. Căn cứ vào hai cái vế này mới hiểu được cái Đạo Phật, mới hiểu được cái Thiền Tông Đạo Phật. Còn nếu không hiểu hai cái này, đầu đó giảng năm này tháng kia cũng đã biết vậy. Anh đi tất cả những các chùa lý này, tao đơn giản hòa thượng giảng mấy chục năm, hỏi giác ngộ gì không nói mà được rồi, đừng quên được. Đó phải hiểu. Dạ còn hỏi qua thầy, xin cảm ơn thầy. Chú cho con xin hỏi cái câu này, coi như chú dựa vào đâu và kinh nào mà chú giáo nói là coi như ngài là A-la-hán mà chưa được giải thoát theo đạo định? Những cái kinh nào nói là A-la-hán là chưa giải thoát? Cái này nè, trên Đức Phật ông nói trong đây thấy cái đất này là nó sinh nhân quả. Sinh nhân quả thì trên cái đất này nó đi hai nơi, một là ở trong cái đất, hai là đi ra ngoài khỏi cái đất nhưng mà còn trong tâm giới. Căn cứ vào cái này thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, Đức Phật có nói thế này: tất cả những gì mà dụng công tu hành đều chứng đắc đó, mà chứng đắc trong nhân quả luân hồi. Thì A-la-hán là cái gì? A-la-hán tất cả những đệ tử của Đức Phật đều là A-la-hán hết, nhưng mà không nào giải thoát được, hoàn toàn không được. Đó. Chỉ có cái ông tổ này là tất nhiên ông A-la-hán chứ không có là A-la-hán, mà tất cả những ông kia là chúng ta đang kể một kiền liên cũng là A-la-hán. Nhưng mà làm sao giải thoát được? Mà bởi vì căn cứ vào cái quyền ký nói thế này là tất cả những động tác ở trong cái đất này hoàn toàn là bị luân hồi hết. A-la-hán không giải thoát thì tại sao mình phải nghiên cứu thế này? A-la-hán mục đích cũng là gì? Là ngồi thiện cho giỏi, có thần thông. Mà nguyên tắc cái đất này nếu anh có ngồi thiện giỏi thì đúng. Còn thiền nói mà anh có phước đức âm thì anh vào loài thần, còn anh có phước đức dương thì anh lên cõi trời vô sắc. Nếu còn thiền gọi, còn thiền tuyên đối thanh tịnh, anh có phước đức dương lên trên cái cõi trời ngũ sắc, trời vô sắc. Còn bây giờ tất cả những vị A-la-hán hoàn toàn không có hiểu cái này mà chỉ ngồi thanh tịnh rồi bây giờ chết đâu rồi. Dòng tộc không cho, dòng tộc ra gì ạ? Dòng tộc nói là thanh tịnh này nó không có nằm ở trong trường hợp vô trường hợp cái đi theo quy luật luân hồi, còn đi ra làm cô hồn thì không giải quyết được. Rồi vào thành công đó rồi sao dịch là hán sống đầu, có nghĩa là hán chữ tiếng trung tiếng là tiếng Sanskrit nó là hán, còn tiếng mình nó gọi là con người bất động hoặc là con người tịch tỉnh. Thì bây giờ ở thành phố thì phải làm ăn, ở quê thì phải làm ruộng, anh không làm hai cái này rồi sao? Thì chỉ ở vô rừng là bẻ trái cây ăn, chui vô hang núi để sống. Rồi qua con giải thoát căn cứ vào cái quy luật kết quả luân hồi A La Hán thoát ra ngoài cái này. Nhưng mà A La Hán nếu mà nói cho người cũng hiểu á, A La Hán giải thoát hoàn toàn, nhưng mà giải thoát còn thân tứ đại, giải thoát sinh tử luân hồi A La Hán không biết. Đó căn cứ vào kinh điển đàng hoàng, chứ không phải mà chỉ có Thiền Tông có dám nói cái này. Chứ cũng xin lỗi tất cả những vị tiểu thừa không biết cái này, thành ra được ưa tranh luận. Bởi vì tôi nói là có ba thầy ông rồi tranh luận, tôi cứ mời về chùa đi, rồi tất cả muốn nói cái gì về A La Hán này, tôi đồng ý tôi mời, nhưng mà sao không chịu về đây mà tranh luận. Mà tôi nói là tôi tranh luận bao hết, anh thua anh cũng được, anh ăn cũng được, thua anh ăn tôi tặng anh là 50 triệu, còn thua tôi không thấy anh nào về đây được. Nhưng mà dưới điều kiện đó thì phải có luật sư là tiếng tôi lo hết, có báo chí đến tham dự luật pháp rồi để chống nghe. Các ông đâu có dám đâu, tôi bảo tôi tạo điều kiện cho ông rất dễ dàng, bảo không dám. Bây giờ thế giới nhân quả định lý này, bất cứ ai một hành động một anh ở ngồi anh cầu thiền là tôi lại anh đã bị nhân quả rồi. Giá là hán là gì, gọi là chúa cầu thiền, nhưng tổ sinh thiền là các đã hán này thì làm sao giải thoát? Có nghĩa là giải thoát sinh thực thoát cái thân này, anh không vô đầu tập thôi, đề cử đi đầu là người, còn anh vô trong hang núi nở không ai kêu anh sống bao nhiêu kỳ mấy ngàn năm luôn. Đó là chắc chắn không vậy thôi. Bây giờ nếu mình kéo về nhân quả luân hồi A La Hán không có tạo phúc thì không giảm sanh, còn không có công đức thì làm sao về giải thoát sanh? Nếu về cái quy luật nhân quả luân hồi A La Hán không có gì. Và cái này nó rất tế nhị, nhưng mà hỏi ví dụ muốn hỏi cái này phải tranh luận từ chi tiết. Cái người đó là tu thành A La Hán rồi là đây vậy thì tôi sẽ nói là A La Hán như thế nào, anh sống cuộc đời như thế nào đó tôi nghe. Anh tịch được nha, anh được quyền tịch, nhưng mà đến nhất là tịch bỏ cái thân, giải thoát cái thân, chứ còn cái mà nhân quả cái tánh người anh không thoát ra được đâu. Phải hiểu cái đó này, cái này nó phải mổ xẻ rất sâu. Mà nói cái căn bản bây giờ nói chuyện ra thế đất này chứng là đã bị luân hồi trong này, chứng cắt cái gì trong này cũng làm không quy luật lý rồi. Anh hỏi về Đức Phật đạo Thiền Tông là không có trụ tròn chứng đắc. Anh muốn có con lên về anh thoát ra ngoài cái tam giới này, về Phật giới ở không có nhân quả, còn ở trong cái đất này làm gì cũng nhân quả hết. Đó là A La Hán căn cứ vào này. Nhưng mà cái này có nhiều vị mà đứng ra mà làm trọng tài, luật sư làm trọng tài thì mới dễ mãi được cái này. Chứ bây giờ anh hỏi vậy thì có nhiều khi trình độ anh tiếp thu không nổi đâu. Muốn tiếp thu được, bữa nào kiếm ông A La Hán vào đây, tôi ông nào mà tôi tỉnh 5 phút sau là đây. Bởi vậy tôi sẽ quy động là tất cả báo chí để tranh luận cái này. Được không? Dạ, theo chú nói thì con nghe đó, nhưng mà con cũng phải để tư duy lại con nhìn. Theo con biết á, thì chú nhìn ra thì chú thấy ông Phật Thích Ca ông tu không có đạt A La Hán không, nhưng mà ông có giải thoát không. Và cái thứ hai nữa là coi như là con thì con tu ở chùa Phật Quang mà về thiền tiểu thừa thì ông sư phụ ông nói là A La Hán giải thoát, mà con coi kinh nên con thấy chú nói vậy rồi con cũng hiểu rõ, con câu coi này thế nào mà một bên thì coi như bên chùa Phật Quang thì nói giải thoát, mà bên chùa Thiền Tông Tân Diệu thì nói không giải thoát. Là chú giải thích mình còn muốn nghe là quá, tại vì Đức Phật là có đạo A-la-hán mà theo con biết mà. Giờ trước mắt là bữa nào mời ông Phật Quang là đây thì ông nào nói á, tức là đây tôi bao hết từ tiền xe này mà hỗ người chứ tôi một thầy tới đây một ngày tôi gửi cho 500 là đây tranh luận. Còn vấn đề ông Thích Ca có thành A-la-hán, ông Thích Ca vẫn thành A-la-hán. Tại sao? Là khi mà ông cũng như ta ông bảo á, con trở lại thế giới loài người này phải tu tất cả những pháp môn đều chứng hết để cho người ta biết rằng con đã tu đạt được cái cảnh giới đó. Cảnh giới ai là ông Thích Ca đã được A-la-hán, vẫn được. Dương Bảo nói là sau cùng một câu nói sao? Tất cả điều bỏ chỉ trong luân hồi từ năm pháp môn. Có nghĩa là bây giờ một võ sư mà kiểu mà tay đen rồi thì tất cả những cái thế võ nhỏ ông phải hiểu hết, ông phải quan hết. Còn ông Phật Thích Ca này ông tu giải thoát thì những cái pháp môn gì ông cũng phải qua hết, thí nghiệm hết, ông qua hết. Là vì 6 năm để mà rộng tu khổ hạnh, trong đó cái pháp môn A-la-hán là đầu tiên, rồi sau đó lý lượng, rồi sau đi tìm kiếm niệm Phật niệm chú. Niệm chú ở đây là có một điều, có một lần mà Đức Phật nó nói là ông chỉ nhìn cái cục đá này nó bay giống như người ta bắn đi xuống, nó có thành công chứ không đó thành công nó tương đương với vị thần làm sao đó. Nhưng mà ông nói là nếu mà muốn khỏi cái luân hồi thì giải thoát cái này đi. Vì thế mà trong kinh cũng nói là tất cả điều gọi thì trong luân hồi 5 cái pháp môn này, và chỉ có pháp môn này bởi vì nó khó rồi ông không dạy được. Nếu mà tu một chứng này chứng cái kia thì không khó. Thành ra bây giờ thì tại sao Thiền Tông bây giờ mới cho con bổ ra mấy ngàn năm sau? Bây giờ nói xin lỗi trước kia không công bố nổi. Chùa nào ở Sài Gòn cũng cúng, đây cũng cúng, chứ không có chùa nào cúng. Mà bây giờ nó vừa nói ra thì nó sốc và công bố ra thì có cái 5-6 tháng đang như đi. Nhưng mà giờ thấy nó xáo trộn, mà thầy tôi cũng ráng đầu để tôi trả lời chuyện về tháng nữa nếu mấy nó làm quá tôi trốn chứ dám đứng này nói không? Đó, coi giờ còn nói chuyện A-la-hán thì ông sư phụ nếu mà ông làm Phật rồi gì Phật Quang Phật về cái là đây mời để tôi trả ông hết. Nếu ổng này thì ổng là tôi thuê trong cái xe 15 chỗ á, tiếng 15 người, tôi bao xe một người trong đó là tôi gửi cho 500 ngàn rồi. Còn chuyện báo chí vẫn được rồi, lương siêu vẫn được rồi, tôi lo. Nếu ông chắc chắn giải thoát thì phải chứng minh rằng giải thoát bằng nói một cách khoa học đàng hoàng, chứ không phải mà nói cái mà nó tưởng tượng đặc biệt là không được. Bởi vì Đức Phật nói là tất cả những gì Như Lai nói ra thì phải kiểm chứng bằng khoa học. Chứ bây giờ ông nói là bây giờ ông nói là 3 cái vế này ăn trước xuống trước và con đức, mà từ nếu mà chùa Thiền Tông Tân Diệu chưa công bố dù công đức không ai biết được. Tất cả trước qua cái chùa Tân Diệu mà công bố ra thì tất cả trong nước và nước ngoài làm gì không công đức hết. Tất cái trình cái biểu cái A của Phật công đức đó mình thấy ta không hiểu. Rồi bây giờ thì nói ra bây giờ tại làm sao mà ở đây á, tôi nói thật khi mà có anh chị đã hỏi tôi về ông Thích Nhật Từ á là thì công tử tôi nói ông Thích Nhật Từ á là ông này loạn ngôn, giáo hội trung ương gọi tôi liền. Tôi nói nếu mà có danh từ nào nặng hơn tôi nói nặng hơn. Một đệ tử Phật mà không thể chê ông Phật nữa, chuyện thì không chuẩn. Một thầy Phật phu mà rồi, một ông thầy Phật phu mà nói Phật từ thiện không chuẩn. Mà đầu tiên ông nói là cái Thiền Tông này là của người Trung Hoa chứ không phải của Đức Phật. Rồi sau đó ông nói là tiền không chuẩn xuống, ông phủ nhận cái đầu sau đó trong về. Một vị tiến sĩ mà mình vậy thôi, còn bây giờ tôi nói sẽ ông Phật Quang mời ở về nói đi, muốn đi 30 người thuê 2 cái xe, tôi trả tiền đó, có 1 người đi tôi tặng cho 500 ăn nào đó. Nhưng mà đến đây phải hỏi phải tranh luận cho ra, nhưng phải đến đây thăm chùa là tôi không hỏi bài cái này. tôi sẽ tổ chức một cuộc chắc chắn rằng là tôi cho báo chí, nó xin lỗi, mời 5 tụi báo chí tôi mời cũng được, luật sư muốn mời những người tôi mời cũng được, tôi có khả năng này đó. Bây giờ dịch ra thì hỏi chúng còn có ý kiến này là coi như trên cái mạng mà Facebook con cũng coi ở ngoài chùa Ba Vàng á, thì có cái cô Phật tử đó cũng nắm trong cái đạo nhạc là 300-400 người, cô đó cũng phản bác là coi như trong chùa Thiền Tông này nói là A-la-hán không được giải thoát. Đây là cô nói là cô Phạm Thị Yến trưởng đạo trà và Cúc hay gì đó Cúc Dạ. Thì nhưng mà tôi nói thật á, đừng có buồn cô đó, tôi chính đích thật tôi phải cảm ơn cô đó, vì nhờ cô đó mà bây giờ 3 người tu ở chùa Ba Vàng xin vô đây ở tôi một tuần rồi, yếu chỉ Thiền Tông có 22 người cũng nhờ cái câu nói của này. Quý mật Thiền Tông 6 người trong đó có cô bác, vì khi cô được truyền thiền rồi á thì cũng có đem một số mà cũng cái công bố huyện ký rồi, lấy 50 cái huyện đó cái gì cũng phát hết cho chùa Ba Vàng, nhờ cô Phạm Thị Phạm Thị Yến này nè chửi chùa Thiền Tông Tân Diệu mà đưa lên cho mọi người, người ta cũng để quan sát cái cuộc và trả lời đó, không ai nói gì hết. Sau cùng mấy người đó đi tìm cái cô ánh á, xin cái việc này tại sao cái chùa này nói vậy, mà tại sao mình chỗ nói là không biết như thế nào mà 30 mấy ngàn người xem cái này, người ta mới đi tìm cô bà ánh đó. Bà nói đây là muốn biết cái chùa này nói gì cũng đưa ra, nói có 2 tháng rồi mà vô đây xin cái gì cấp mấy chục người, nhờ bà này bà chê, bà đem vô chùa bà chê thì nó có kiểu nó tắt cái tạp động luôn lại. Thì có tôi nhớ là các bạn nhớ là trong 3 cái chiếc làm cái điều hoài mà không biết chính cô Yến này về sau khổ có một đức lắm đó. Nếu con hiểu cái này cô thành Phật rất dễ, tự bà nói phát ngược bà lại, thành ra bao nhiêu người chùa Ba Vàng vô đây xin rồi bao nhiêu này cái điều gì đó à, chính là mình đừng có buồn khổ mà cảm ơn cậu, nhờ cậu tạo cái lực. Cái chùa đó dễ cậu đem một quyển sách của chùa Tân Diệu vô mà bỏ vô không, bỏ bóng cho cả chùa đó biết, thành nó xinh quá trời. Nên bây giờ thành nó chứng chỉ Thiền Tông thì rất nhiều, nhưng mà tôi căn cứ tôi biết là 26 người thì còn nhiều, sao tôi không biết. Bây giờ chứng chỉ Thiền Tông là lên 4.000 người rồi, mình không biết là cái không có khai, nhưng mà tôi thấy đó cái của cô Yến này nói là rất cảm ơn cậu, bên phải có thương viết thơ kìa, cảm ơn cậu khóc buồn mà tại cậu cảm ơn. Rồi cô muốn về Phật giáo thì cô làm ơn, cô học cô kỹ, cô thích đi thiền thiện cho rồi cô về, cô khỏi cần tạo công đức. Thôi sơ qua cái lời chú nói là coi như vậy thì con để đó, nhưng mà con chưa tin liền để về gặp sư phụ ở chùa rồi bàn rồi nói chuyện lại, rồi lúc đó cho chú hành làm sao cái đó để sao còn để đó. Rồi chú bảo thì nói vậy đó, 2 xe 1 xe được 10 xe ấy, đến đây là bao nhiêu tiền tôi trả tiền, rồi 1 người tôi gửi cho làm tập báo, tôi biết là tôi rút kết là theo lời số đó, tôi biết là nói rằng nếu muốn tranh luận gì nhưng mà nên nhớ là nói thì phải có người làm chứng, chứ không phải mà tôi nói vậy ông nói cáp được mà nói còn tương tác, mời tất cả những cao tăng đến nói chuyện. Thứ hai là bao nhiêu chiến sĩ mà học ra để nói, chứ không phải là ông nói rồi A-la-hán. Tôi biết là tất cả những người mà A-la-hán thì gọi là họ dẹp được cái lậu, tất cả các lậu mà trong cái tiểu thừa đó là dẹp tất cả các lậu là thành A-la-hán. Xin lỗi với cái đất này mà dẹp cái gì à, tại sao không hiểu, tôi tưởng rồi ngồi tu mà nó thanh tịnh là dẹp hết các lậu của con người, không có đẹp, con người không có dẹp nổi cái này đâu, mà ta không hiểu nguyên tắc Nếu mà người ta hiểu về cái quy luật nhân quả trên đầu trái đất này thì có hiểu là lá, và ta hiểu về cái quy luật luân hồi của trái đất nó như thế nào, nó sanh ra cái này, ta hiểu vậy mới được. Thì bây giờ đây là thoải mái mà. Bây giờ là cho công bố vị trí là tôi đồng ý là cho tranh lượng thoải mái được. Nên nữa tới thì trước khi còn nói ở đây một người, ông phải làm cái tờ cam kết đàng hoàng, ở đây phải nói chuyện A La Hán thôi, ông trình bày một cách rõ ràng. Thí dụ tôi hỏi ông một câu mà ông trả lời không được, ông thua. Tôi cũng vậy, ông hỏi tôi mà tôi trả lời được tôi thua. Hoặc là tôi cho tới 3 câu thôi, chứ không phải là câu cứ cãi lời hoài cũng được. Phải có trọng tài làm chính. Ví dụ anh nói A La Hán giải thoát, tôi nói giờ bằng cách nào, đi về giải thoát cái gì? Nên nhớ là có hai cái giải thoát nha, giải thoát rồi giải thoát cái thân tứ đại. A La Hán giải thoát thân tứ đại, còn Thiền Tông là giải thoát sinh tử luân hồi. Nó hai cái gì ấy, chứ không phải là nói không đâu. Phải hỏi cái gì hỏi lại vào. Thật tế sẵn sàng mà, sẵn sàng là tất cả ai muốn hỏi gì cao thấp là đây. Mà cái đề tài gì phải nói lắm. Bây giờ ông chùa Phật Quang thì nói như A La Hán thì cái là đây tranh luận với A La Hán không, còn bài kia đừng có nói. Còn trình độ muốn cũng vậy, để đây bất cứ ai ông còn chú tâm ông chỉ muốn vào đây thì không cách nào mà tạo được hơn. Là vì tại sao mai mốt mà tôi viết lại cái cuộc đời của Thích Ca đó, tại sao tôi đây thì gần 8 điểm. Là vô đây thứ nhất cái đầu tiên á, ở ngoài thì thích lắm, thích vô tạo công đức để mà trở về Phật giới có một duyên tâm thật lớn, ai cũng thích cái chuyện đó. Vô đây nhưng mọi người cứ quy định cho quả vô, thứ nhất là vô ở trong này gọi là âm dương, vô cho con người nữ là âm. Cái tử cung này thì tự để chết, cái cung chết cũng là cái cung sanh con đó. Nào là chết, đó là chết thứ nhất rồi, chết là cũng quên rồi đó. Cái quên thứ hai nữa là khi mà nó có điện tượng dương, nó kéo cái thân người đó ra, nó phát sinh ra cái tánh người. Điện tượng dương nó kéo cái thân, cái đinh cha nọ mẹ nó cũng phát ra thành cái tánh người cái chỗ này. Và tánh người đưa ra 16 cái thứ, giống như cái dynamo nó vừa quay phát ra điện 16 rồi điện. Thì làm sao nhớ được, đó là hai. Còn thứ ba nữa đó là cái dòng điện từ âm dương á, nó quay đến độ phát là 84.000 đạo nhé. Thì tánh Phật nào chịu nổi này, tánh Phật còn không quan hồn, không nhớ nổi. Có 3 cái trường hợp để cho tánh Phật luôn. Bây giờ nổi tự cũng không cũng đi rồi. Rồi 84.000 cái con bóng của điện từ âm dương nó quay nữa. Rồi 16 thứ tánh người, làm sao để vì thế mà phải đi. Mà đi đó, thì muốn trở về Phật giáo không phải đơn giản đâu. Ông Thích Ca nè, ông muốn về Phật giáo, ông đi ông biết mà, bởi vì vô đây ông không nói, ông không nhớ này, nhưng mà hiện giờ ông nhớ lại, nhớ hồi xưa tôi nhớ ở bên kia chứ phải đây đâu. Thấy không? Bởi vì khi mà ông Thích Ca vô đây là ai nói ông vô đây, ông Nhiên Năng, ông tham cái Nhiên Năng mấy cái muốn vô đây nè, muốn thành nhà kim Phật Phật, vô đây đi là mượn thân người tạo ra. Ông Nhiên Năng nói ông nhiều lắm, ông không tin, ông nói làm gì mà thế giới là người làm gì có dữ dội vậy? Tôi Phật tôi muốn làm gì tôi vô làm, ông khen thường như thế này, vô nó bây giờ. Vì thế mà ông Nhiên Năng không có nói đâu, khi nào mà ông vô đó mà ông chán rồi đó, ông kêu tôi chỉ cần lên chán như vậy đâu, ở phân thành tới vậy. Nó có bộ đầu của đuôi vậy đó, không phải dễ đâu. Mà bây giờ tại sao mà mấy ngàn năm trước ông Thích Ca không có? Là ông nói ấy, khi mà con người mà nó đã ngu rồi đó, cúng tụng cộng sinh hoài thì chắc chắn là cái pháp môn này không có cách nào đủ nghĩa được. Vì thế mà có đợi với dòng mình người trong minh lên thì Cao nói cái này, nó có cái đầu có đuôi gì đó. Để có cái khi mà cái tới bản về cuộc đời Thích Ca thì sẽ nói lại về đó. Bởi vì tôi nói để được tôi rút luôn nè. Bây giờ tôi hỏi đi, cố gắng hỏi đi, ở đây nhiều cái mốt tôi rút lui rồi, thế hệ sau cũng trả lời sao, trả lời cho tôi không biết. Rồi thế thì dạng cái đó là khi tánh Phật mà muốn giải thoát về là coi như gặp cái trường hợp mà coi như chú nói nãy 16 đến tánh người là 84.000 cái một bọc hậu nha. Muốn giải thoát rồi khó trả lời sao là những cái gì chú tôi? Muốn giải thoát phải có ông Phật giúp đỡ. Ông Di Đăng giúp đỡ ông Thích Ca mới về được, chứ không phải là chứ ông Di Đăng không nói Thích Ca về này chắc ông còn mới đến độ, chứ bên gì vậy đó rồi được cái Đạo Phật đây chưa chắc Đạo Phật này là ông khác rồi, Đạo Phật dễ cho anh Thích Ca này. Nó khó lắm chứ không phải đơn giản. Ông Tổng cũng đứng bên giấy bây giờ này, anh nên nhớ là bây giờ tôi cái phải nhiều độ chỉ được là 60 tuổi đi, mà từ khi anh lớn lên anh có nghe ai nói là dạy pháp môn giải thoát không? Có nói nhưng mà không chịu. Tất cả những người tách chùa ra đi tu qua con là tôi muốn giải thoát nhưng mà không may chịu, mà họ bị sai cho đến đỡ bảo đưa ở đấy các chùa tưởng đâu ở con Phúc Đức này để giải thoát, mấy người ta làm nữa rồi tại các chùa trong đó để giải thoát hoàn toàn chính. Hoàn toàn họ lưu hộ. Phải nên nhớ một cái điều, bởi vì hiểu cái quy luật nhân quả trên cái đất này, rồi phải tổ chức một tâm giới như thế nào, dù nhân quả nó đi như thế nào, dù các 6 loài sống chung ở trên cái đất này mỗi loài chịu trách nhiệm phần nào. Tại làm sao người ta tu phải đau đầu, nó có cái lý do chứ không phải đi. Nếu mà tại sao Phật không chịu vào đầu đi? Đó bây giờ đó, tại sao mà bây giờ mình thấy trong đầu của mình lại mà cái ông để tóc mình không dám lại? Đó chẳng thân cái ca để tại sao là không? Tại sao là lại không? Thôi họ làm mà làm chỗ này. Nguyên tắc họ không hiểu cái nguyên tắc địa lý. Thành ra tất cả bởi vì năm có một tu về địa lý ai cũng nói là mình phải. Thì bởi vậy tôi nói là tất cả ai nói về tất cả năm pháp môn đó là phải, thì cứ đến tranh luận. Vì cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này có một phần công bố ra thì phải giải thích cho đến đâu đến chốn, mà giải thích và tranh luận đàng hoàng chứ không phải giải thích mà nói xuống không có được. Thành ra nghe nói mong tôi mong rằng ông Diệu chủ chùa Phật Quang lại đây, không có tổn động nào hết, tôi mời. Còn nếu có cần làm giấy tôi mời đàng hoàng. Còn nếu mọi người biết nữa thì báo cho ban thư ký, ta làm biên bản xong ta làm giấy mời ngày giờ đàng hoàng. Rồi nên nhớ rằng tất cả ai cũng tham dự cứ đến ngày đó họ dự, nhưng mà nên nhớ là nguyên tắc trên lượng tôi nói câu ông nói câu. Nếu mà giống chuyện đá banh này chơi một tên người mở bánh vàng vô là mình thua trong cái vụ mà trong gỡ như này đó, mình nên nhớ đáng mời không mời trên truyền hình quay lên, có mời truyền hình quay lên báo chí lên đăng liền nha. Rồi tất cả các chùa lớn luôn quyết thân mời luôn cơ tôi mong, bởi vì nếu mà khi mà công bố vị trí này đó phải có cái lực này, có cái gan này mới dám theo kiểu này, chứ còn nếu mà khi mà hỏi mà trả lời được thôi chắc nghe cái bạn lên truyền tiền về cái chùa Tân Diệu đóng cửa đi. Bởi vì nếu mà tới phải tới nơi, tôi giờ tôi lớn sắp 81 rồi, còn mấy ngày 81 thì cố gắng tôi cũng mong một người đến đây để mình cho nó ra lẻ, chứ ở đây không phải nó suông có một chiều nói mà cho im luôn lại lát đi. Xin kính chào chủ ban thực ra con cũng được đọc lời cuối của thầy chủ thì con cũng không có thắc mắc gì đâu, nhưng mà hôm nay vào đây nghe được chủ giảng thì con vỡ ra một điều là con biết là án là chưa giải thoát thì bản thân rồi, nhưng mà giải thoát là được về tức là tứ đại thân tứ đại thì con bây giờ xem con chỉ muốn hỏi địa chủ như này là con hiểu đúng không? Tức là nếu mà muốn tu giải thoát khỏi luân hồi là không được ngồi thiền. Đấy, tức là còn ngồi thiền thì còn luân hồi, tức là chỉ được giải thoát về thân tứ đại thôi. Tức là có đòi như thế là có đúng không ạ? Ý bạn nói là muốn tu giải thoát là không được ngồi thiền, để mà cũng như là buông hết. Còn nếu mà ngồi thiền nó nên là mình cũng một cái việc lý. Thành ra có hiểu chữ giải thoát không? Dạ con có hiểu. Giải thích chữ giải thoát nói như hồi thì chữ giải là gì? Đã, giải thoát là thoát ra khỏi cái là vùng vậy, giống cái con cá trong cái lưới giải nó ra cái lưới, thoát ra ngoài cái lưới. Rồi bây giờ nó ở trong cái quy luật này, anh tìm cách giải được không? Cái thiết giải thoát mà nói tôi hiểu tôi với sự thật không có tật ở đây. Bây giờ anh muốn con cá mà nó muốn ra khỏi cái lưới đó, nó phải làm sao? Nó tìm cái lỗ hở, nó chui ra cái lưới, chứ đừng có giải, càng giải càng chết. Ở trong này càng tu càng chết, mục đích anh tu là gì? Còn ngồi thiền để là mục đích dễ gì tôi muốn thành Phật, thành liền. Ai hiện ra Phật đó, thì ông thần quản lý tánh mình đó. Chết là chết là mấy ông thầy không có hiểu. Có nghĩa là trên cái đất này ham muốn gì được anh ấy. Anh muốn thành Phật có Phật này, muốn thành anh án có thành anh án thì muốn giải thoát thì phải tìm cái công thức của nó. Mà công thức khi mà người kiến chưa công bố ra thì hoàn toàn không ai biết công thức. Bây giờ người kiến công bố ra mấy tháng rồi thì ta mới bắt đầu ta nói về công thức. Mà trong cái truyền thì người ta điều hôm nay ta đã nói rồi, nó cho cắt đi ra. Nếu mà anh chẳng có công thức tới nhiều nào mà anh không hiểu cái này anh không ra được. Giống như có tiền nhiều cỡ nào mà anh không hiểu cái đường đi ra nước ngoài chạy tới ở trong nước không, nó phải hiểu được như vậy không? Có nghĩa là giải thoát được vùng vẫy, thoát ra ngoài cái này mà cái vùng vẫy cái thập duyên nó ở đâu? Là trong cái đất sinh nhân quả, nhân quả nó cao thì đi ra các dòng của tam giới mới giải xong. Anh giải có nghĩa là anh dùng tâm tu để thành, tôi nói tôi để làm phước cho thật nhiều đi để thành đi ra ngoài không có đường đâu, không có đường ra. Đó, trong thế giới định lý này không có cách nào vậy thôi, mà chỉ biết cái con đường leo là phải đi ra. Thành ra cái Thiền Tông tôi chỉ cái này, chứ nếu mà không Thiền Tông không nói, tôi nói nghe anh hiểu này rồi để tôi cho ý kiến toàn quốc, không có chùa thứ hai dám để còn vậy không chạy vậy thôi, mà chỉ cúng không cúng gì tụng không tụng còn tiền của ba món đó đâu, chứ đâu có gì đâu. Tất cả đi từng cảnh đi không cúng gì tụng không tụng còn tiền có gì là nó hòa được có nào hơn đâu. Mà đây hoàn toàn cái chùa nó có cúng có tụng gì đấy, nhưng để vậy coi nha, tại vì nó là người quê người ta tới thì tới chùa tới đốt nhang thì không để cho nó đốt, còn ta muốn cầu gì thì cầu chỉ của ta. Ba ông chị đừng có ai cơ cúng ngày nào ở đây, tất cả đấy ở đây là ba ông chị 33 người, họ có ông nào cúng hoàn toàn chùa sạch sẽ để khách đến thôi. Còn muốn hiểu thì đến ngày tiền lớn là ta nói cho hiểu. Còn muốn thắc mắc gì giống như bữa nay đến hỏi thoải mái, cho hỏi thoải mái thôi, mà không từ nang bất cứ một câu hỏi nào. Thì ở trong này cái chùa này nó có cái đặc biệt này. Ở ngoài cộng, ở ngoài chuyên dạy giải thoát, trong nói là không chính đắc gì hết, về Phật giới thôi. Ở đây tu thành Phật đó, ba cái vế này có chùa nào ngang vậy không? Đó vậy thì do chùa lớn là không dám ghi cái mặt này đó. Đây là ta gọi là ta lục trần hết về thì đạo Phật đây. Cái tinh hoa đạo Phật là cái chỗ này, chứ không phải tinh hoa đạo Phật là một nó tụng, một nó cúng, một nó lại, không phải đi qua đạo Phật có này. Anh suy nghĩ này, ông Trần Nhân Tông làm vua, ông lẽ bây giờ đi qua lên đầu núi để cúng rồi đấy, cúng để cái gì, cúng để cái tiền, tất cả những người tu tịnh mà cái gì, cúng để cái tiền, trong bài cũng trò đấy, không lẽ Thích Ca là chuyện này, suy nghĩ đi. Thích Ca cái gì cũng hay hơn chứ. Nếu là Thái tử, hỏi Thái tử mình đi ăn sạch hết, mà đi ra có cây ngồi để rồi cúng mà đi rồi. Mà nên nhớ là tất cả từ khi mà mình lớn đây chứ còn không có trước đi thì có cái ông nào mà có ông chùa nào dạy dạy đó. Mà hoàn toàn tôi nói thật, hiện giờ ở nước Việt Nam mình là ai là số 1 thì sự Thánh Từ số 1. Biết hỏi để anh không biết. Ở đây có nhiều anh em đi với tôi ra tôi suối hỏi, nó không biết đâu, hỏi gì này sao vậy, nó hoàn toàn. Còn cái tượng Phật thì có cầm đèn sen là đúng, nhưng cái văn thù của việc làm sai hoàn toàn. Hai ông ngồi lên hai cục đá, ông này thì cầm quyển thổ, quyển sách thì đúng, hỏi quyển gì ông biết. Rồi ở đây cầm cái gì, cầm cái roi, dưới đây là cầm cái kiếm. Đó là gọi ở danh tiếng ở nó mà còn giữ vậy đó không biết. Anh tới bữa nào đến đi ra vừa từ chiếu rồi cấp cái hệ thống riêng biệt ở trong Việt Nam hoàn toàn của bà cũng thích từ từ hết. Bây giờ thì hỏi thì giải thoát không thì chính cái gốc còn không biết thì mấy cái người khác sao làm sao biết. Nếu cái chùa này không có cái bản lĩnh này thì xin lỗi không dám để con này. Anh nên nhớ anh phải lên võ đài anh đánh, anh dám thích bất chấp bất cứ ai. Nếu anh không có cái lực đó thì anh đừng không dám nói được. Nếu mà không có cái lực này xin lỗi cái bạn này đang treo 12 năm, đúng 12 năm rồi thì nó đối với chùa lâu rồi. Bây giờ cái chùa này còn là tất nhiên chưa ai hạ được cái chữ này, chưa ai hạ được cái chùa này. Nhưng mà không biết về sao tôi chết rồi nó có đốt không từng biết là bạn thế này. Thì con vẫn hỏi một cái câu là cái bây giờ bọn chúng con còn trẻ còn hoạt động nhiều cái khác mà con chỉ thấy hiệu quả là ngồi thiền ấy, thì nó phải ra thì nhưng mà con rất ngồi thiền nhưng mà để cho khi mình mệt mỏi thì mình ngồi thiền. Thế thì liệu có ảnh hưởng gì đến trong cái lúc mình để mình rơi vào cái bể cánh thanh khinh, tức là còn nó có bị tạo cái lâu thành cái nghiệp mình cứ ngồi thiền mãi mà cuối cùng là mình để mình phụ thuộc vào nó thì cái giải pháp như nào. Tức là một mặt là con vẫn phải hoạt động công nghiệp để mà có cái sức khỏe, khi mệt thì con ngồi thiền đấy, nhưng mà bây giờ một cái phụ thuộc vào mãi cái ngồi thiền đó thì nó sẽ phải chấp vào cái pháp. Thế thì có cách nào để mà vừa khỏe mạnh mà vẫn phải lo những cái công việc hàng ngày đấy, thì bây giờ có cái giải pháp nào để cho mình để rơi vào cái sự thanh tịnh đó mà không phải ngồi thiền mà vẫn khỏe mạnh? Thì ví dụ như là chúng con tập thể dục thể thao hoặc là không ngồi thiền nữa thì con cũng đang thắc mắc cái đó thôi. Cái ngồi thiền của Trương á, chủ trương với anh yoga thì anh tập trung về cái hơi thở yoga để cho sức khỏe. Chính ông Thích Ca ngày xưa ông cũng thành tập trong quân ngồi thiền chứ phải không, nhưng mà tại người ta không hỏi ông chứ sự tàn ổng có quyền kiếm đấy. Như Lai ngồi thiền là để điều hơi thở, không phải là thành Phật. Như Lai đã thành Phật lâu rồi, là thành Phật đi khỏi trời luôn suốt á. Chỗ này sống thế giới thiệt lý, bằng thế giới cái thân thiệt lý này thì phải điều hơi thở để cho nó sức khỏe. Chứ giờ có một ngày ăn có bữa cơm mà mình ăn hai bữa mà chịu nổi, không ăn có bữa là nhờ cái còn thiền không có khỏe, không ăn một bữa cơm thôi. Nên nhớ rồi đó, ta không có hiểu tưởng Thích Ca ngồi thiền, mấy ông tiểu thừa không biết là tưởng lên ngồi thiền để mà thành Phật, thành Bồ Tát. Thành Bồ Tát thì đúng, nhưng mà nếu mà ta thành Bồ Tát hoặc thành A Lá nó vẫn nằm ở trong này. Anh ngồi thiền mà anh muốn thành Bồ Tát á thì phải có cái nguyện và đồng thời cái phước đức anh phải thật nhiều. Ví dụ bây giờ mình nói trong phạm vi của nước mình này, bây giờ anh muốn là nhà đại bố thí á là phải sao, anh phải giàu nhất trong nước này. Rồi anh muốn làm một cái nhà gọi là mạnh thường quân cứu tất cả những người đói khổ, anh phải giàu nhất cái trong này. Chứ người nghèo mà tôi thấy bây giờ các chùa đó thọ giới Bồ Tát, trời ơi, nghèo gần giới cũng là bộ thọ giới Bồ Tát, mà Bồ Tát tới 500 giới chứ không phải nhỏ đâu, làm sao thọ giới. Bây giờ cứ vừa lợi dụng cái này là vậy. Anh muốn thành Bồ Tát vẫn được, phải không? Dưới cái điều kiện phải có phước đức thật lớn. Bây giờ này, tất cả những cái chuyện gì ở thế gian này mình muốn làm cái nghề gì, anh trước mắt anh có tiền, chứ còn anh nó nghèo mạt rệp rồi anh đòi vẫn từ vương để đi làm từ thiện. Thế anh chỉ có đức mà lợi dụng cái này để làm tiền thôi. Tôi nói thật, thì tất cả các chùa cho thọ giới Bồ Tát, đây là một ý đồ của người ta. Nói thật, chứ vậy mà bây giờ Thiền Tông ra đời nói cái này. Tại sao tôi nói mà về trên mạng mà tôi nói là tất cả là ai không đồng ý với lời này thì đâu chắc. Tôi đã nói chứ đâu vậy rồi. Mạng nói là đã làm mấy này và tôi thấy có mặt có nhiều người cũng nói tôi làm hồ sơ đi rồi tôi kêu người muốn được đưa tới rồi làm công ty. Nếu mà đâu chắc như hồi nãy tôi bao, còn anh nào mới tự ai thua phải đại họ. Tôi thấy rằng là cái này còn hay có cái lực của nó. Còn ta lại vì nói anh nãy nói là những gì là Phật Quang gì đấy, đồng ý đâu đến đây tôi mời, nhưng mà nên nhớ rằng thấy nếu mà tôi phải có báo chí rồi tôi đề nghị báo chí nói là xin lỗi ảnh mà thua một cái là cái chùa ảnh cũng trắng quen. Ủa, nó phải đơn giản đâu. Bởi vì tại sao tôi nắm rõ được cái quy luật của nó, tôi không sợ gì hết. Giống như anh học buổi trưa mà từ 2 đến 9 rồi anh thùng lông rồi chắc anh thách anh làm toán số mấy anh cũng làm được anh. Còn nếu anh có cái này anh nói được học buổi trưa 2 rồi anh thách người ta lên 3 lên 4 là cái anh chết đi đó. Thành ra cái này ở đây nó có cái quy luật của nó. Thiền Tông này nó chỉ rất rõ quy luật, mà trước khi vô thì tôi phải làm cam kết là tất cả anh hiểu đạo Phật như thế nào, anh phải ghi vô hết. Thì tôi hỏi trong đạo Phật Tông chứ tôi không ở ngoài. Nếu mà đã là nữa thì đấy, còn nếu mà đã là mình thua một cái câu không về đây, về ta thì một màu đó để được. Nó phải chơi như vậy đó, chứ không phải nói, chứ không phải là lời cãi từ sáng tới chiều cũng được. Có trọng tài là đá vô một cái bánh đã thua, hoặc là anh không phục đá thì đá thứ hai đâu. Chứ không có cho mình đá đụng túi thì hoài cũng được. Con đã thỏa mãn câu hỏi, cảm ơn điều chủ. Cho nên kính bạch thầy, con có hai câu hỏi. Kính xin hỏi thầy dạy con là một người cư sĩ tu theo các môn Thiền Tông, công việc của người này nhận hài là buôn bán những thực phẩm thịt của động vật tích tụ nặng, và vì người thân mà người này cũng có thể đi mua những thức ăn nặng, tức là không giết hại nhưng mà vì người thân thì họ phải làm. Vì công việc của người này bao gồm gì với việc tu Thiền Tông và con được giải thoát không thầy? Chính thầy dạy con. Cái người trong gia đình của anh này là buôn bán về những cái đồ động vật thì người này ăn mặn, thì nhiều khi họ trong tu Thiền Tông thì làm những cái việc đó nó ảnh hưởng những cái Thiền Tông hay không, hoặc là đi mua đồ ăn gì cho người khác hay gì đó. Không ăn thua gì hết. Ở thế giới vật lý này mà anh có làm gì cũng được, anh làm cái nghề nào được, nhưng mà là tuyệt đối với được sát sanh thôi. Sát sanh cái nhân quả nó thoát nhau. Không? Còn nếu mà anh làm bất cứ nghề gì mà có công đức, anh về Phật giáo được, anh được truyền tiền anh về Phật giáo được. Không có được. Ông Thích Ca ông đâu ăn chay đâu. Thích Ca đi khất thực ai đưa về cũng ăn đấy. Phải không? Cho nên tại vì cái đạo Phật này nè, nó đưa từ Trung Quốc mà đưa vào từ Ấn Độ đưa vào Trung Quốc á, thì vua Võ Tắc Thiên lúc đó á, bả mới một thiền, bả nói là cái Thiền Tông này nó rất hay, thì bây giờ mấy ông thầy mình tu cái này mà đi khất thực qua nó xấu hổ lắm, thì ông cho, nó thôi giờ cứ cắt đất rồi cho thiếu gì rồi. Hồi đó các cái chùa nó quý lắm này, mà phải tu đúng theo con Trần Nhân Tông của anh Đạo Phật Thiên chứ không phải dẫn đâu. Rồi sau này cái vì sao này nó lợi, sở dĩ mà cái chùa tất cả những cái chùa mình nó lợi là nó theo cái đạo Phật với cái đạo Tiên của Trung Quốc nó pha vào, cái đạo Phật nó vô cúng nó đồng này, đạo Phật nó vô tụng thế này, vì sao nó lạc vào cái chỗ ống tụng này, nó sai. Nên cái này là cái đạo của đạo khi còn đạo lão thấy cái này dễ chí mạng quá, mình ra thử bài ra, thì bây giờ nó sai. Và bây giờ thì tao ra này nó ổn định trường tân này, trường đó chứ không phải thiền tông này có cái ác ý gì đâu, mà gọi là chuẩn hóa lại tất cả những người tu đạo Phật muốn tu cái gì thì tu cho đúng. Để vậy thành ra trong cái quyền ký và trong cái bố quyền ký nó nói sao là tu cái gì thì phải ghi cho rõ ràng. Giống như người thế gian, anh mở cái hàng bán cái gì thì phải nói cho nó rõ, chứ không phải là cửa hàng thâu đừng có hỏi họ có mua bán cái gì phải cho rõ, phải hiểu chỗ này. Còn là ý tránh cái câu hỏi này, câu hỏi thế này là nãy giờ này là nói là một người cư sĩ tu thiền tông vẫn buôn bán rồi anh động vật được không thầy? Bây giờ cái này tôi nói thiền tông còn có coi cái đoạn mà kêu bằng một tô tên đồ tể buôn nhau thành Phật. Tức khi có người đó để giết người đó là ta còn thành Phật được. Có nghĩa là cái giết người ác đức phước đức nó nằm trong quy luật nhân quả. Khi mà về một cái đến trung tâm vận hành luân hồi rồi thì điện từ tới đó là nó cấu tạo bằng điện từ âm dương, từ nhân quả thì tới đó điện từ dương âm trở về âm, dương trở về dương có trả trên. Thì cái tánh Phật và công đức nó là cái chân dương, nó trở về một cái được. Còn kia tôi giống như bây giờ con tắt cái nhà 10 cái cửa sổ con đóng hết tốt mịt ha, tối thì có bóng đèn mở để sáng trưng hết, nó cũng vậy không? Bây giờ ở đây mà tại sao mà Đức Phật đó là một tay đồ để buông giao thành Phật? Người ta đã lỡ giết, nhưng mà khi mà họ được tiền thì tất cả những cái ác đức, cái phước đức đều nó tan hết, nó thành cái đề đó. Mà bởi vì thí dụ nhận ra cái Phật tánh nó thành rồi, hồi xưa đó mình không biết cái Phật tánh, được nghe ai nói gì cũng tin, là tin về tánh người. Bây giờ biết rồi thôi thì cho ông chửi được cũng không buồn, cho nó không biết Phật tánh để chửi được rồi. Hồi đó kìm lắm, ta chửi 10 mình có chửi tới 2. Còn tánh Phật khỏi trời, ông chửi gì chửi ra hoài, giống như nước đổ lông mồm rồi, không biết nó đổ ra xe, cho đổ không dính. Đó là nó vậy, nguyên tắc nó vậy. Chứ còn cái chuyện mà gia đình làm này nhưng mà tuyệt đối đừng sát sanh. Mà ăn đồ, ăn thức, ăn thịt cá người ta bán được, chứ đừng có đem về ăn đồ cá. Đừng cắt cổ con gà, cúng ông bà, cái đâu được. Cái đó là cũng giải thoát được như vậy, nhưng mà điều mình phải là đó cái lực trong mình không có được. Còn yếu của cái này thì chịu nổi, nhưng mà nó kéo mình chịu nổi. Rồi còn hỏi chứ gì? Bỏ năm con năm thầy. Xin chào chú Nhân với chị chùa, xin chào các chị ở thằng Ao Sa cho tôi hỏi rằng về xuống tới tối không đi được. Mình tu thiền tông là điều yếu hỏi cái công thức giải thoát đó này. Trong 48 câu kệ của Đức Phật đó, tấn nước thì đã dựng lên cao đến đỉnh lại rơi về mồm. Còn mình khi mình rơi á, mắt tăng mình rơi á, mà mình rơi ra ngoài không gian nó có nằm trong cái ống dẫn không rồi tới đi hết rồi rơi rồi nó có bị dội không thầy? Nên thầy già thì chú dùm trả lời dùm. Bây giờ cái rơi đó, bởi vì cái ác đức thì nó rơi vào cái đất này, hút vô cái đất. Còn cái phước đức á, hút ra khỏi cái đất. Còn cái công đức á, nó không dính vào trong cái đất được, mà nó không lên được, mà nó rơi, nó rơi cho đến khi nào hết rơi, hết được rơi thì điện từ ông được cái gì chở cái công đức và cái tánh Phật đi. Đó là trung ấm thân, đó là nó cấu là cái tính người đó, nó co lại thành trung ấm thân. Giống như sắt thép đóng thành chiếc xe, mà khi nó đến tới trung tâm vận hành luân hồi thì nó không còn bị lương khúc nữa, thì điện từ dương nó rã ra, là trung ấm thân nó rã ra. thì Phật nhãn mình cũng mở ra. Thì Phật nhãn vừa mở ra thì cái lực rơi này nó rơi theo như này, nó bị điện từ dương nó đẩy ra, theo cái lưng là từ dương đẩy ra trở về Phật giới. Phải hiểu cái chỗ này nè. Đó thì bởi vậy thành ra tại sao mà trong kinh nó nói là tất cả người ta không hiểu chỗ này. Khi nào mình rơi tới đó thì anh vừa Phật nhãn nói vừa mở ra thì đầu tiên một vị Phật đã nói gì này, kêu bằng nghiệp chướng bụng lễ không. Có nghĩa là dù nghiệp trong này cái gì đi nữa nó không một hạt thì thật, nó là ảo giác đó, nó là do cấu tạo. Cũng như bây giờ này người ta nói là tứ đại không thật, bây giờ mình còn đây nói không thật hay tin đâu, nhưng mà khi mà đem lên mình đưa quà đốt cái được biết hết thành thì đừng một tiếng một sau là nó biến mất hết. Nếu nó thật thì nó không trái. Nó thì cái nghiệp chướng bụng này không cái giàu vô tâm thì nó tự nó tan ra. Tánh Phật mở ra thì Tánh Phật nó nói được cái câu này thì người đó mới là giải thoát. Thì bây giờ tôi thấy có nhiều người thì cũng nói tới cái điều này, nhưng mà họ nghe ta nói là cho vui không, cho biết là nói câu này ở chỗ nào mà ai nói. Thì một vị Phật tới đây mới nhìn thấy được sự thật đó là vậy. Cũng như cái người mà bây giờ còn sống không khi nào mà nói được cái câu này tài sản không phải của tôi, câu đó là sao? Nín thở rồi mới nói được câu này. Buông mà tới đó buông rồi thành ra thì tất cả những chuyện gì mình có tạo ra có nhiều tâm đều hoàn toàn có hết. Đó là nghiệp. Thì cái câu đó là tài sản phải của tôi, rồi cái thân này không phải của tôi này. Tới cái ngày đó đó, tới cái ngày mình chung quan tài mình đem đi đốt mới nói được câu này. Năm hôm sau chết là lên là sẽ thấy tất cả người trước khi chết sẽ được lên như thế này, thấy rõ ràng. Còn bây giờ mình thấy không rõ đâu, nhưng mình đúng đạo với nó rồi cứ hỏi tiếp đi. Còn con này là nó có nằm trong cái ống dẫn không, là nó rơi ở ngoài không gian không tự do, nó không rơi nó nằm trong ống dẫn không? Cái chuột trong cái ống dẫn nó nằm ở ngoài cái không gian. Bây giờ cái dòng điện lượng dương nó quay thì nó rơi theo cái đường quay, nó quay thành hút nó kéo về tới trung tâm người ta trong con trận. Còn cái hút cũng vậy, nó hút. Nhưng mà khi mà cái đất nào ở trên cái tâm giới nó có 6 cái đất, mà cái đất nào mà nó nghiêng đến trung tâm điện hành hồi thì nó hút vô bên, nó hút theo. Ta gọi là cái đường ống dẫn, cái sự thật nó hút bằng cái lực của cái trái đất thì nó mã sát, nó mã sát vô cái trung tâm điện hành hồi. Bởi vì mình tâm một tâm giới nó có 6 cái đất sự sống được, chứ không phải có một. Thành nó đảo mà nó quay đảo khi nào đúng Phật tánh Phật từ kia nó rơi vào cái hành tinh nào. Hồi đó mình ở đây thì rơi vô năm như phụ lệ, còn tánh Phật bạn bè thì nó rơi vô chỗ khác. Mà nó rơi chừng nào mà nó hết ra đó, nó quay cái cuộc. Bây giờ có mấy người mà đi kêu mà đi chơi đường sống á, nước sống mới hiểu cái này. Nó phải lựa theo cái đường sống nó đi thao cùng, nó đi tới chỗ không có được cái sống nó còn đáng nữa, thì cái kia rơi vào cái chỗ mà không còn hút rồi. Nó rơi, bây giờ mình còn chuyện mà nó rơi chạm rơi để lại cái chỗ này để rút. Con nước thật nhiều nó rơi rất nhanh để về trung tâm hiện hành của mình, còn con nước ít thì nó sẽ lượn lên theo. Đó thì nguyên tắc nó là vậy. Bây giờ cái này á, thì chắc là chuyện là thời gian ngắn thì có mấy cái anh ta làm phim 3D đó. Tần nói giờ này tương có hướng dẫn rồi thì mà nghe được cái này mới hiểu minh họa bằng phiên bản mới hiểu. Chứ bây giờ nói miệng thì người nào có nhưng mà có nhận thức sâu mới hiểu, còn những thức cạn không khó mà hiểu vậy. Nó có một phiên bản đề giống như ngày xưa đó, mình thí dụ từ Cà Mau lên đây nó không có cái bản đồ thì cứ mò đi thôi, cái gì có bản đồ dễ ạ, đi theo cái bản đồ không làm. Cái hồi xưa đi nếu không có bản đồ thì làm, bởi vì mình không biết cái mình tính đến. Bây giờ đó, bây giờ Thiền Tông nó ra đời rồi thì nó chỉ tất cả chi tiết luôn thì chắc chắn là không sao. Nhưng mà Phật nói tuy có hiểu nhưng mà hiểu bằng cái khoa học chứ đừng có hiểu, đừng có nghe nó hay mình nhào vô, đúng không? Không đâu Muốn hiểu cái gì phải hiểu bằng cách thực tế rõ ràng, chứ đừng có nghe đâu rồi tin đó. Bởi vì Thiền Tông cũng không tin nữa. Đó bây giờ tại sao ta vô cái chùa Thiền Tông này nó nhiều? Là vì mấy chục năm trước người ta cũng đi đường đúng hết, không dân bảo nào giải quyết được cái này, mà đây Thiền Tông ta nói ta giải quyết được cái này thì mình gọi là tạm tin thôi. Giống như là chùa tạm tin thôi, đừng có tin thiệt. À, nếu mà chỗ nào hay hơn thì cái tin chứ đâu phải đâu, nhưng mà cái này người ta giải thích rõ ràng bằng cái quy luật đàng hoàng. Nhân quả luân hồi đây chưa chắc cái chùa nào mà dám mà giải thích cái nhân quả, chỉ có chùa Tân Diệu mới dám. Tại sao cái nhân quả nó có? Chứ bây giờ tất cả các chùa nó ở Tân Diệu bị nhân quả hết, sao mà cũng bị nhân quả? Người ta nói làm ác nó là cái chuyện mà nói theo, nhưng mà tại sao anh phải hiểu được cái tình này? Mà khi qua đây nó ra thì tại sao anh làm cái này nó thành tựu này, anh làm cái này nó thành tựu cái gì? Đó là cái quy tắc của nó. Phải hiểu chỗ này. Rồi, Hoàng hỏi nữa đi. Con cũng xin cảm ơn vũ trụ, cảm ơn các chị cho tôi hỏi câu hỏi này. Kính thưa vũ trụ, kính thưa các quản trị, thì con xin hỏi thầy một số câu hỏi. Kính thưa thầy, cho con hỏi là một người thấy thầy thấy thanh tịnh của Phật tánh có thể diễn đạt như thế nào là đúng? Con có đọc trong quyển thứ 7 thì thấy con có dạy khi ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy bệ tánh thanh tịnh, cái thấy của ngài nhìn thấy chỉ nhỏ như cái ống kính viễn vọng thật dài. Còn hiện nay sao con nghe nhiều người nói rằng họ cũng thấy bằng Phật tánh nhưng mà thấy bao la trùm khắp. Chúng xin thầy để cùng con ý của anh hỏi là diễn tả này, nhưng mà cái thấy trong thanh tịnh Phật tánh đó, tại sao trong sách đó thì lại nói rằng là ông Xá Lợi Phất có thấy trong Phật tánh thanh tịnh của mình là thấy bằng cái ống của mình, cái ống cái chỉ vọng. Nhưng mà tại sao lại có nhiều người nói là thấy trong Phật tánh là thấy bao la trùm khắp? Thấy mà thấy cái kiến như trọng này là khi mà Đức Phật có của Như Lai thanh tịnh thiền ra thì nó có cái lực thanh tịnh thiền, thì cái thanh tịnh thiền là Đức Phật cố ý này, bởi vì cái ông kia đó ông có công đức ông mới nhìn được, cái bọn thanh tịnh thiền đi nhưng mà ông không công đức ông nhìn được, thì ông sẽ là Phật có nhìn thích xuyên qua cái này. Giống như người ta anh mù mắt anh nhắm mắt và ta đóng nguyên cái mắt mình kéo một cái là thấy xung quanh. Thì kiến vọng nó cũng thấy được kiểu này. Khi nào Như Lai của tịnh thiền, bởi vì tại sao Đức Phật không làm đâu? Tại vì cái quy luật nó quay mà, thì ổng dừng lại một giây nào đó để cho cái quy luật nó không có, để nó hoạt động cái nào nó không thể là dừng được. Bọn chỉ dụ xe một cái, xe cái đường rồi để chỉ thẳng tạo thành cái ống thì cái mắt con này nó nhìn thấy được. Là nó hết, đó là quy tắc vậy. Nhưng mà cái người thấy cái đi ra đó phải có công đức lớn mới thấy được. Còn Phật cũng áp dụng này là để chứng minh rằng ta đã biết nó vậy đó, bây giờ ta nói mấy ông nghe và thôi làm phương tiện cho mấy ông thấy. Mấy nhà người mà chỉ có đồng thấy mà. Đồng thấy đó thì mới học lại cho mấy ông kia nghe, chứ đâu ai thấy đâu. Còn cái gì còn thấy trường pháp gì? Cái trường pháp này có nguyên do thế này. Tất cả ai mỗi con người, bởi vì hồi đó Tánh Phật vô đây mượn thân người thì ở thần chủ thế giới gọi là trưởng đồng đồng không cho. Ông nên tất cả những người vô đây đó là họ thì từ học nguyên danh cái câu thế này. Họ vậy chứ Tánh Phật vô đây mượn bao lâu? Thì Tánh Phật nói là tôi mượn tạo công đức như vậy thôi. Tôi nói thôi, ổng đã tụng tin 100 ông vô, ông đạo nó chút xíu bây giờ ai nhở hoài là đủ ra. Thì bắt đầu thì ông Phật Việt Nam nói bên kia, ông ứng thân tới để ông làm chứng. Nếu mà Tánh Phật này vô mà không chịu ra tôi sẽ phân thân đến tôi kêu về để bên chơi vô. Thì chưa tới vô rồi ai kiểm soát cái này, chứ cái chỗ này nó nói ra cái chuyện mà thấy bên con này là ai biết không biết không? Là trưởng dòng tộc có đề cử một vị thường thừa hành mà trong các đạo gọi là gia giáp nha, theo dõi cái tánh Phật này làm cái gì làm ơn á, thì nhìn coi ông tạo cái gì thì trong cái tánh người, khi tánh người hình thành rồi nó sẽ chứa trong cái tánh người á, thì ông mới là ông á, ông phải quan sát coi thành cái gì người ta nên ta tạo cái gì phải đưa tới cái chỗ đó à. Thành ra cái người cái ngồi thì cái ngồi thấy minh mông, tại vì cái nhân quả, cái đất quả, cái đất nhân quả. Thành ra ông muốn ngồi thiền, ông gì cũng thấy minh mông, thấy Phật Phật này cái nọ. Là ai làm trên thế giới này không phải làm, đơn đấy cái tâm giới không làm được. Thì ông thành từ hai có bổn phận là này nó muốn quá là nó cho nó thấy. Cái đó là thấy bằng cái tánh thần, nó nói bằng cái tánh thần. Nó mới ra cái này là bởi vì thành ra tôi nói cái này ông A là hán chính cái chỗ này rồi thấy minh mông, thấy thanh tịnh đâu thành là thôi chứ không phải là các bạn đâu nguyên tắc. Thì bởi vì thành ra trong kinh Đức Phật có vậy, trong kinh Kim Cang Đức Phật có nói vậy, nếu mà người nào mà thấy mà chứng thánh thì đó là kẻ tài. Nên nhớ về đọc kinh Kim Cang là ai mà thấy mình chứng thánh chứng này như là tà là sao, là ông Phật ông biết cái đó là ông thần cũng làm chứ không phải là sự thật đâu. Đó đừng có thấy mà thấy bên mông mà đó là mấy người tương tiểu thừa dính cái chỗ này. Còn Thiền Tông nó chỉ cái này để gì nó phá, bởi vì thành ra tất cả những vị A La Hán mà muốn lại đây tu mà nói thành A La Hán ở đây tôi gọi tôi là mấy cả tiền trên chương này. Tôi nói thiệt, tôi đưa ra những cái công thức mà bây giờ nói gì, nói chung là tôi không gài. Bây giờ tới đi, họp đồng đàng hoàng nha. Tôi hỏi mấy câu trong đó rồi làm biên bản đàng hoàng. Mà tôi chỉ hỏi trong đầu Phật thôi. Nếu mà không trả lời tôi làm thua rồi đừng có cãi nữa. Chứ đầu nó cãi cái chiều cũng được. Mà cho nó kết thúc đàng hoàng. Thì con nhớ là thấy cái này là hoàn toàn do một vị thằng quản lý tánh của Phật á, thằng của mình là nếu có ai khác. Mà cái này từ xưa không ai nói đâu. Bây giờ có thể cái này có thể là con là người hỏi lần thứ nhất khi con bố nguyện ra, chứ trước nó chưa ai hỏi con. Đấy là gì? Rồi hỏi tiếp đi. Cho con hỏi tiếp là con nghe thầy dạy người muốn trở về Phật giới nếu không được một vị Phật theo sát giúp đỡ thì người này chắc chắn không về Phật giới. Thì cho con hỏi làm thế nào biết được có một vị Phật theo sát giúp đỡ mình? Khi nói là một người muốn đi một giới thì phải có một vị Phật luôn theo sát mình để giúp đỡ mình. Vậy thì mình làm cách nào để mình biết là vị Phật theo sát mình? Cái này đã bắt đầu có đôi ngày xưa con vô đây cũng do một vị Phật giới thiệu con thôi. Mà bây giờ thì ông Thích Ca nói thì ông vô đây là phải gần 8 tỷ năm, còn còn chắc là có 4 lần đâu. Bởi vì trong truyền thì ta nói là có thể 50 năm, 1 tỷ năm, chúng mình đơn giản 100 triệu, 100 tỷ năm được. Cái ngày đầu tiên mà vô thì không biết ông Phật nào đó giới thiệu con vô thì là con chỉ cần muốn là tất cả về đừng có ai biết Thiền Tông nha, mà cứ mong thần là còn muốn giải thoát. Tôi bảo đảm thì mấy ngày có người vậy chị, tôi biết ai nhưng mà chỉ đi tới Thiền Tông. Cái đó là tại bởi vì cái vị Phật mà từ khi mà con chỉ cần hé mở là con muốn về Phật giới chắc chắn là vị Phật này là cái Phật đó, là cái vị Phật này chưa dẫn vô đó, vô dòng tộc hứa dòng tộc chừng nào tôi chán vậy đó. Người chán đi tông ba tôi dẫn mình đi, nhưng mà tôi nhớ là đi phải khi mà quyền kiến được công bố ra tôi mới dẫn được, chứ mà không công bố ra chỉ không biết được đâu. Bởi vì ông chỉ là nhờ con người thế gian này nói ra thì con người thế gian mới nghe được, chứ nếu mà con người cái chuyện bây giờ nó thì đậu đấy Thiền Tông là không công bố ra đấy, chẳng có ai chỉ không được, không giải thoát được đâu. Thì con nên nhớ là hầu hiện tại là cái vị Phật đó là đã nhận con dâu, bây giờ con cháu, mà không bây giờ được hơn là trên đây thì chắc chắn nếu còn quyết chí tâm thì chắc chắn ông gì còn phải giúp đỡ con từ đến khi giải thoát mình. Còn nếu mà là con mà vô lợi dụng cái thiền tông này thì con chết đi nữa đi tiếp chứ không có chết gì đâu, không chết chỉ lương màu thôi chứ không chết. Là hỏi đến gì? Câu hỏi tiếp theo là khi lễ truyền thiền thì Đức Phật có đến chuyện suốt buổi lễ để chứng minh và khai thác kiến đạo những người đã biết mặt không ạ? Và khi một người được truyền bí mật thiền tông nhưng mà không có mặt trong buổi lễ thì người này được Đức Phật theo sát và giúp đỡ không ạ? Khi mà làm lễ truyền thiền thì Đức Phật có tới chịu hết cái buổi lễ hay không ạ? Cái điều thứ hai nữa là những cái người mà không đến tham dự thì Đức Phật có giúp cho những cái người này hay không? Có tham dự thì chắc chắn hơn, còn không tham dự thì hên xui. Cái đó về mình rồi. Bởi vì khi mà mình tham dự thì tất cả nó nói thật nha, những người được truyền là tất cả những vị Phật mà đã giúp đỡ cái người đó ngưỡng tới để thay đổi cái hoàn cảnh. Và đồng thời Thích Ca phải đến đây là chủ trì cái này. Đó, bây giờ dòng tiền nó đưa tới đây, đông nữ đã công bố ra rồi, ông tới đây còn ở bằng chứng đi chứ không phải là bỏ cho tôi bôi dơ. Đó, và tất cả những người được truyền thiền là tất cả những vị Phật đến chứng kiến đây là bây giờ tôi đã giúp ông bà đã hoàn thành sứ mạng thì thôi là đi nha, đi chừng nào đó là tôi đón quay đầu Hải Bình Dương đó. Có hết chứ phải không, nhưng mà cái này nếu mình nói ra nó thuộc về mê tín không có nói được, nhưng mà cái nguyên tắc của nó là phải. Tại vì nói thật cái chùa này nếu mà không Thích Ca biện đạo xin lỗi nó đốt cái chùa này đâu, chứ không có chùa nào mà ngang cái kiểu này thì tu thành Phật rồi. Mình thực cả cái giới không hóa này tại sao cái chùa nó xíu giá này, nó phải có lý do. Nhưng mà tại giờ nói hỏi đồng bộ tôi nói tôi nghe chứ sự thật đó mình căn cứ vào Thích Ca này. Khi mà ông Thích Ca ông ngồi than mấy tiếng ông nói chẳng lẽ ông ở hoài như thế nào, tự nhiên ông không tao liền đâu muốn về đâu rồi chỉ tạo phước đức là chung ông đâu không chạy tạo phước đức được. Bây giờ một vị Phật ra đời nó dạy trực tiếp tạo phước đức, chứ ngày xưa muốn thành Phật tạo phước đức rồi đi lên chỗ khác tạo, ở đây lên kia là dạy đó rồi mới đợi về đi làm đó. Bởi vì mình ở đây có cái gì Thích Ca, ông Thích Ca đó là sơ khởi của một cái vị Phật của 10.000 năm. Còn mình ở đây bây giờ cái công bố vị ký ra là ai cũng về Phật giới coi theo công đức này mà về, nó khác như thế này. Còn Thích Ca đó, ông về bởi nó có nhiệm vụ ông theo dõi cái nguồn tiền này nè. Còn mình bây giờ về thôi là tin luôn, về bởi gọi là muốn làm muốn giúp ai cũng muốn giải thoát thì kiến là đó thôi. Gọi là mình bên bây giờ về Phật giới thì gọi là lộn Phật cách, còn Thích Ca nó lộn Phật triệu á. Nó nguyên tắc nó vậy. Hỏi tới gì? Người không tham dự tôi nói rồi anh xui. Vì cái hành cái tham dự này thì cứu Phật mà giúp người đó tên lửa này, nó theo dõi nó hình như nó có cái sĩ số nó về một cái cao hơn. Còn nếu mà người không tham dự cái chỉ số đó rất thấp, và do cái quyết chí của mình á, còn mình không có tham dự không, không quyết chí khó lắm. Nên là câu hỏi thế này. Con hỏi là không biết biết là khi mình có nhiều công đức trong Tánh Phật cái trạng thái của mình có công đức. Khi mà mình có nhiều công đức đó, thì ở trong Tánh Phật đó thì cái trạng thái của cái người trong tứ đại nó sẽ như thế nào? Nó sáng và cái người đó nó vui, nó sáng, nó cười. Mà ít nói thì tôi nói là sáng ít nói mà người đó rất vui, không có tin là bất cứ cái gì. Con mà đã có công đức rồi xin lỗi ai nói thì cũng biết hết, nhưng mà con không cãi cái chỗ đó. Còn cái người có phúc đức á xài cái cãi, đặc biệt cái người có công đức không cãi nè, còn có người phúc đức cãi. Bởi vì con đi ra đường con thấy là người nào mình nói nhiều quá là ông có phúc đức còn tôi không công đức rồi tao hiểu. Phước đức công đức là cái gì? Giống như mấy ông thầy mà đang nhả này, tôi nói là ông phước đức không? Phước đức mà đi lên ngồi làm thầy chứ còn công đức. Tất cả những gì mà một vị nói thì Tông không khi nào nói mà người khác. Bởi vậy tôi nói là hồi nói thì còn đủ người ta tới giờ tôi nói là đạt chuẩn á, khi mình có bố vị trí đâu cứ hỏi gì về chùa hỏi cái hoài luôn không trả lại, nó không phải chỗ, nó không phải đủ. Giống như còn thành một cái hát ở đây, có khi nào ra đường một ca không vô sẽ thấu ca. Khi nào mình đã đây mình đã lãnh nhiệm vụ phổ biến Thiền Tông rồi, phải đến cái chùa Thiền Tông tôi nói cho cái khi nào ra đường rồi, nó phải hiểu cái nguyên tắc nó là vậy. Nó phải đi. Dạ là công cơ này đi công đức cũng có nhiều thì nó có xóa những cái cô của mình cũng thầy. Khi mà công đức của mình nhiều thì nó xóa những cái cô của mình không? Nó không có xóa, nó là mờ, chứ không có xóa. Nên nhớ một điều là giống như ở trong thế giới này nó sáng thì không tối nó mất, ánh sáng mất không tối này gần xóa thì phải rất là mờ để không xóa. Khi đi ra ngoài kia bằng điện từ quang thì nó không có bóng tối, ở trong này bởi âm dương mà sáng tối, giống như là sáng tối là phải đúng sống trong cái quy luật này là còn hỏi cái. Tại vì khi con thấy ở có nhiều người là cứ chỉ dạy với mình thì có rất nhiều người, nhưng mà cái ngã chấp của họ thì còn rất là cao, tự mình xưng ngang với tổ, ngang với thầy và tự xưng mình là kiến tánh, tự xưng mình có thể giao tập thế giới. Nên là con hỏi cái câu là công đức nhiều là nó khó mà cô mình thầy cũng thấy như vậy. Tánh người nó vậy thôi, 16 thứ, bởi vì nó sự là tưởng tham và kiến chấp rồi cộng thêm giả. Đến người nó dễ thì một là sử dụng đừng có chia ra đó là tại sao mấy người tu cho tiểu thừa ra hát là chia cái này không hiểu mà họ đừng có chia. Trong này có nghĩa là cái tiếng nói còn lớn quá đó, bây giờ con nói nhỏ lại được ha, nó vẫn bồ cái tiếng nói còn có nó nhỏ chứ người ta không hiểu tới việc mấy ông la láng cũng việc gì cái này chuyện cái lậu hoặc tất cả cái gì vậy hết. Nên thế giới này không chấp chịu gì, xin lỗi ông bây giờ không diệt được cái đó thì không có tình được, nhưng mà nó làm nó không có quy lực hiệu quả chứ nó không đi ra nổi đâu. Nó nguyên tắc là vậy, đừng tất cả hồi đó mình giận 10 bây giờ dũng giận chứ bây giờ là con người bắt buộc phải giận, nhưng giận còn chút xíu mà nó không lợn nữa chứ đừng có nói giờ anh tôi lo anh chỉ cùng đá anh chửi nó không la thì còn con người để má theo người chửi là vậy nhận thức nhiều nhiều không chứ làm sao không vậy người ta không hiểu ha. Con hỏi đến câu cuối là xin thầy dạy con là thầy thường nói chùa Thiền Tông Tân Diệu sẽ sớm thành chùa Phật lý và mặt nguồn Thiền Tông sẽ đi nơi khác. Cho con hỏi là thầy sau này khi mà thầy ẩn rồi thì con không biết là phải đưa vào ai hoặc đến đâu để có thể là biết rõ về cái đường Phật giới, không bị làm mẫu cái này. Để ý cháu hỏi là trong thầy có nói là cái chùa Tân Diệu này trong tương lai sẽ trở thành cái chùa Phật lý và cái pháp môn Thiền Tông này sẽ di chuyển đi đâu khác. Thì sau này nếu mà thầy không còn nữa thì trong tương lai cháu này muốn hiểu, muốn tu học về Thiền Tông thì phải dựa vào đâu, dựa vào ai? Bây giờ thì ta tôi nói rồi, cái này nó không tồn tại lâu nữa là vì cái tánh con người là bây giờ nếu mà cái ban quản trị tới tiết tấu này nó mạnh dạng thì nó còn kéo dài, còn cái ban quản trị xung đột với nhau bỏ chùa thì các ông nhận lý nào vô đấy, tức là quy tắc. Hơn nữa cái chùa này nó thuộc về giáo hội, tôi đắc việc của tôi hiến giáo hội, nhà nước mới cho các cái chùa này thì cái đất này của nhà nước, cái chùa này tôi hứa với họ tôi cắt ông muốn tu tôi cho thì làm tôi tu. Thì nếu mà ban quản trị quy tắc, ban quản trị mạnh thì giữ được cái chùa này, còn ban quản trị yếu nhà nước lấy, mà ông lấy để làm gì? Ông cúng. Thế giờ sao? Ai biết Thiền Tông? Chỉ biết Thiền Tông thôi, ban quản trị biết thì nó tiếp tục được, còn không có tiền mạnh thì nó sẽ chạy đi. còn giải đến đâu thì do người nào có tâm tài lực người ta phải tách ra, rồi tách ra thì tới đó rồi nó cũng chạy nữa. Chứ bây giờ cái người này là nó thật là nó không có tồn tại đâu không. Tôi còn sống ở đây thì còn cãi cọ chứ mấy ông nhà nước nữa. Nó hôm nay nó lên là tôi nói thật là phó phòng người hùng bảo rằng gỡ cái chỉ truyền thông rằng tôi muốn anh cho giấy để tôi mở điện, gỡ ra phút điện về dưới tôi không đưa. Thấy không? Nếu mà tôi không nói ra đây thì nếu mà tôi người nó kêu không chỉ đâu, nó kêu khác mình đụng bản điện. Mà nên nhớ là đụng bản truyền thông rồi anh không được quyền nói truyền thông. Làm phải nói cái gì thì nó cúng không chứ nói gì vậy. Đó, bây giờ cái này Đạo Phật cũng biết là mình cái làm mục đích là công bố ra thôi, rồi nó sẽ lưu đứng, nó chạy đi chạy đâu. Nhưng mà nên nhớ rằng về sau cái chùa này nó có mất đi nữa thì cái nguồn tiền nó đã có người ghi chép lại rồi, quyền ký đã công bố ra khắp thế giới rồi, và ai có thì ta tiếp tục ta làm. Còn nếu cái này thì nó nói thật là do có bằng nguồn điện kế tiếp, chứ tôi đâu có sống hoài đây. Nay 81 tuổi rồi, đáo 88 đồng mình 85 cũng đi chứ không thể sống hoài đây. Là do cái bằng nguồn điện. Thì nguyên tắc tôi nói cái chùa này xin lỗi nhưng mà tu Thiền Tông là đói luôn. Tại tôi có cái thu nhập riêng, tôi mới nuôi dưỡng, nuôi nổi cái chùa này, tôi cắt nổi chùa này. Chứ nếu mà một vị thầy mà nhận cái đường này mà không cúng về tiền ai vô để đâu mà nuôi ở trong này đã tiền điện. Đó là nguyên tắc địa lý, anh phải sống được lý mới tồn tại được. Còn chùa này phát được lý, hoàn toàn tôi có nhiều khi ví dụ tôi làm một cái bản tôi nói không biết gì đâu nó không đừng có làm. Qua mà có bạn 500 triệu tôi không được, không biết được đâu. Tôi làm đi là bí mật Thiền Tông cũng làm cái gì nói tôi chỉ cho đi làm bộ tường được, chứ còn nói tốn để xây chùa tôi xây đồ thì xây gì đó. Và tôi lưu lại những cái bàn đá mà tôi lưu lại và ở đằng sau chúng ta chuẩn bị đấy. Tôi nói tất cả những cái gì mà tôi muốn nói trong cái vị trí đúng không? Rồi nữa nó có đặt cái chùa thì gì vẫn còn khăn thập phương tới ta những dòng xem cái chữ không người nói nhưng ta vẫn còn xem được cái chữ, nó còn lưu lại chỗ đó. Nên mình phải dùng cái cách để mình lưu lại cái này. Cái chùa này giao nó hậu rồi nó đâu có cho mà người nói chuyện đây đâu, cúng thì nó chịu mà tổ chức cúng tháng năm nay là nó sẽ chịu, nhưng nói chuyện mà giải thoát nó rủi là phải thế. Con chào thầy, các con xin hỏi, con có đọc quyển 36 vị tổ thì nói về vua Trần Nhân Tông ấy, nhà vua biết chiến tranh là tạo ra nhân quả của hai dòng tộc và vua là một vị tổ rất biết là nhân quả là tại sao vẫn lãnh đạo nhân dân đánh bại ngoại xâm mà không để cho nó diễn ra tự nhiên. Tại sao mà vua lúc mà hoàng Thiện Tông mà lên núi Trúc Lâm Yên Tử rồi đó thì giặc nguyên mình qua xâm lược mà lúc đó Hoàng đã hiểu về quy định của linh hồn mà tại sao mà em không bỏ mặt đi mà đi xuống núi để mà đánh chặn vậy sao? Cái Thiền Tông đó thì ở trên nói hai cái vế này. Nếu mình sống với bình thường rồi sống với người, ai cướp của mình, cướp nước mình thì sống Phật ở tính người, còn ai mà đang tu sống với tính Phật. Vì thế bởi vì tôi nói cái đặc biệt cái Thiền Tông này chỉ có Thiền Tông mới dám chống ngoại bang được, chứ không xin lỗi tất cả những người mà tu mổ tu kinh của thì thấy Trung Quốc nhạo vô thảm chạy bỏ chạy. Đây chứng minh rằng cái Tây Tạng đó chiêu môn ngồi thiền đó ha, ngồi niệm chú đó đâu có vô sơ tái cái nước lậu đi. Còn mình bây giờ tại sao bây giờ nó là thấy tôi nó phải học luôn Trần Nhân Tông. Bây giờ tôi nói là cái chuyện nhỏ trong gia đình con. Bây giờ con tu Thiền Tông không lẽ thấy tụi nó vô nó cứ ăn cắp đồ con hầu cho nó ăn cắp. Nếu mà chùa Nhật Lý thì là thầy tôi cho nó. Còn chùa Thiền Tông nữa, lúc nào xài tới người thì phải xài, lúc nào xài tới không phải xài. Chứ không phải. Nó đặc biệt cái Thiền Tông này cái gì chúng ta thần kêu bằng tuyên truyền họ áp dụng. Ví dụ hồi xưa đó con không có tu Thiền Tông, ta chửi con 10 tiếng, con chửi là 8 tiếng. Cho biết Thiền Tông rồi ta chửi 10 tiếng con cười, cái không có tiếng nào hết. Nhưng mà con biết con cười, nhưng mà nó đánh còn được, đánh còn còn đánh lợi phải vậy. Cái chuyện tiếng bên ngoài không phải không thua, mà cái xúc phạm và con cướp của mình thì bắt buộc phải sử dụng bằng cái đường đuổi đi. Bởi vì đây là trong Trần Nhân Tông đã có nói rõ rồi, thà là giết một người và cứu được 10.000 người. Thì mình nhận giết một người tin nhân quả, sự thật nhân quả nó có chứ phải không, chứ mà điều quá nhỏ. Còn ở này nó cái lợi nó quá lớn. Rồi còn hỏi tiếp. Cho nó hỏi là trong 36 vị tổ có vị tổ Hoàng Nhẫn, cái cách sinh ra của vị tổ đặc biệt hơn, đó là các nước này vị tổ này là tự tử mà lại không chịu cung cấp nhân đạo, mà lại chui được vào vùng này mà lại không qua các nước âm dương. Trên này là cái vị tổ Hoàng Nhẫn đó là khi mà cả trong bụng mẹ nó không có qua các nước âm dương đó thì nó người đặc thù như thế nào? Cái này nó đúng ra tại vì cũng thần thánh quá thôi, chứ thì thật cái mẹ của Hoàng Nhẫn là bị của ông Triều Phu ảm ở ngoài rừng, rồi ông này mới nhào vô. Và cái này là ai? Do cái ông thần đó, ông suối cho ông Triều Phu này lấy bà này để ông Hoàng Nhẫn nhào vô. Nhưng mà trong thực tế nói thần thánh quá, nghĩa là không có chồng mà có con, mà sự thật không có chồng có con. Như vậy lúc đó bà không nhớ nữa đâu, bà không hiểu. Tại vì cái ông thần làm cho mê là cái lượng nguyên tắc quy tắc vật lý bất một phải ông chưa đó, thành ra bà mê đi, ông còn nhận có nhập vô được. Rồi cái thì hỏi bà đâu có biết gì đâu, nhưng mà sẽ chứ sự thật đó trong lịch sử đã viết rồi. Cái ông nó tên gì nhưng mà cũng thần thánh quá lại cái ông ngũ tổ này. Chứ sự thật nguyên tắc là con nhiêu chứ không có là hôm nay có đâu. Nhưng mà cái người mà làm cho mẹ Hoàng Nhẫn mê là do một vị thần. Vị thần đó là có cái nhiệm vụ phải làm cho bà này, tự nhiên bà ngủ quên đi đó, bà nó có hiểu đâu, bà thức dậy bà về bà nó biết, nhưng mà ngủ quên. Nó nguyên tắc đó là vậy. Còn bây giờ lịch sử viết này gọi là thần thánh quá những người xưa, nó sai chứ bây giờ. Mà cái này nếu mình nói ra thì nó quay tầm bậy quá, không nó giấu luôn. Trong lịch sử cũng không dám biết cái này, và giờ có hỏi chứ có nói không. Chứ còn cái này đo cái này được đâu. Nguyên tắc của lý hợp dương có phải đúng nguyên tắc không? Cũng không thì nó nói, còn biết cái này thì nó cũng không nên phổ biến rộng rộng. Quyền đó nó sai cái quy tắc vào thì ta bởi vậy thành ra nếu mình nói mà bảo là học thì không được. Nhưng mà tại vì bữa nay cũng hỏi để nói vậy thành ra phải đúng vào chiều của nó. Nhưng mà mẹ Hoàng Nhẫn cũng quên là bị ông Triều Phu ảm. Rồi gọi thế đi. Tôi muốn hỏi là tại sao thần có thể giúp phước của người và tạo ứng trước cho họ? Có nguyên tắc và tỷ lệ của cái việc này thôi. Tại sao lại thật được có thể là rút phước của người này nhưng mà tạm ứng cho họ trước? Trong nguyên tắc địa lý có được cái điều này hay không? Thần có thể là rút phước của người này cho họ trước, đúng không? Trong cái quy định địa lý á, thần thừa hành nó có nhiệm vụ là theo dõi mình. Rồi thần nhân quả kèm theo thi hành cái nhân quả. Còn những cái vị thần mà nó có cái nhiệm vụ mà làm những cái chuyện gì mà làm cho con người nó khác. Giống như bây giờ con suy nghĩ loài người của mình thế này, thì có ông là làm lính trên trời, ông làm lính dưới đất, ông làm lính dưới biển phải không? Rồi có ông đi xét làm thế đúng. Thì đời thần cũng đi vào trong cái dạng này, mỗi người có cái nhiệm vụ riêng. Anh đang bắt đầu lậu nó không làm cái anh lính biển nữa. Thì mỗi người có nhiệm vụ phải hiểu này, nó rất tế nhị. Chứ mình đừng có gì đó. Nếu mà truy kẻ là thì tất cả đều là những quả khác. Rất ít, đến là không, người ta có cái nhiệm vụ để mà cái dòng Thiền Tông này nó thật. Nếu mà ông Phật con ủng hộ, không chạy nhậu, qua không cái nữa bằng mấy ông như thế này. Cái chuyện mà mấy ngàn năm trước ông nói là về sau nó Thiền Tông nó nằm ở đó rất rộng. Và mình nói vậy, mà hồi đó nói rất rộng đối với cái tạng mà điều dịch ra rõ là nói là thì cái rồng, chỉ lâu là rồng, ai là rồng nằm, nhưng cũng rồng nằm rồi, cái rồng nằm, thì đâu là nếu như người ta đã hiểu, thì còn phải tin, chứ còn nếu mà thực hành trong lịch sử Phật giáo có nhiều cái chỗ có cái dấu bắt buộc phải dấu, không nói không có tránh được. Con hỏi cô muốn hỏi là người thất thối là người đang tu, mà người đã tu theo Thiền Tông thì có cần phải có người trợ niệm, là nhắc nhở người ta thất thối mà lúc đấy đã Phật tỉnh táo thì có cần phải nhắc nhở. Người tu theo Thiền Tông nhưng mà lúc đó họ không thối thì cũng cần phải người khác nhắc nhở họ hay là trợ niệm cho họ không? Không thôi, giống như cái người mà sắp bước vô tòa án là cái gì, còn đứng ở trước cửa của cái gì không thôi, nhưng mà nói yên lòng với sự thật. Đã quyết định đi vô có nghĩa là mình chết rồi sẽ tái sanh một cái đời sau, thì còn có mấy giây làm sao mà nói được. Thì cái này nói này, bởi vì tất cả những cái này người ta nói như vậy là phải cho thầy hiểu được. Chứ bây giờ cả đời làm ác, giờ lúc tới đó để làm thiện là có mong thôi đó. Nhưng mà làm để cho cái người ở thế gian người ta yên lòng vậy thôi. Nhưng mà thể hiện các chùa nó nói cái vụ này hộ niệm để cho người đó chuyển đổi, không chuyển được. Muốn chuyển đổi là suốt cuộc đời của mình, giống như bây giờ suốt cái cuộc gây án của mình thì gây án tới rồi tấn ra tòa rồi, tấn ra tòa quyết định trong cái điều mấy của cái tội của mình. Mình làm sao tới cái con đứng ở cửa tòa nó nói không có người mà phải nói được cái đầu. Mà sở dĩ mà mấy ông đó nói được vậy để đi dụ để bóc tiền của mấy cái người còn sống. Thứ nhất những người chết còn có tiền nhiều, nó bài để nó không tiền. Bởi tại sao Đức Phật nói như này? Thế giới gian là gì? Gian banh xạo ra, lừa lọc với nhau. Nó vậy chứ phải đơn giản. Mình nói cái này thì mấy trong hộ niệm chữ tình. Đó, nó hộ vậy đó. Thành ra, chùa con hỏi, chú mới nói cho con nghe. Chứ sự thật không được, không phải là không Phật còn không giúp được. Nếu Phật giỏi vậy tại sao mà gia đình ông bị với cháu tàn sát mà không giúp được? Ông một chị Liên đứng ra giúp được, sau cổ một chị Liên còn mất thành công luôn. Tại cả ông một chị Liên là vi phạm với nhân quả. Thì Thiền Tông cổ Phật phải nói cho rõ ràng ở đây. Thành ra nói rõ thì đương nhiên là phải thích lòng, mà không biết đồng đến bây giờ lỡ rồi đó. 10 quyển sách ra đừng có chịu chứ đâu. Vậy đó, thì bởi vì tôi nói là nếu mà đường họ muốn hỏi cái gì, cãi gì, tranh luận gì cứ mời. Tôi đâu phải là tôi chạy trốn đâu. Và tôi nói mà khoa học thực tế là hoàn toàn mơ hồ. Từ tâm linh, vô hình, hữu hình, tôi chứng minh được rõ ràng. Chứ còn người ta nói xin lỗi nha, mấy ông hỏi đi. Bây giờ nhiều khi các bạn hỏi cái vấn đề các ông thầy ra là sai, ra là mà không ai dám chỉnh. Mà tôi hỏi không phải ra lời đúng, không ai dám nói. Tôi hỏi một không phải ra lời một, tôi hỏi đằng này cũng đã lần kia được sao cũng xong, không biết cách nói lại. Giống như trường hợp mà cái gì anh dễ làm không, trong cái là biết giải đáp thì tao phải biết thì đã là không biết đừng thôi, tôi chịu đâu đó. Ông nói là không biết thì đã là biết tôi cảm ơn. Và ông nói vô sự sổ nói chứ sao cùng không về không? ông tôi có lỗi của anh, tôi hỏi có lỗi, tôi phái mấy cái người mà hỏi tôi mình á, cái hỏi cho mình tôi phái mấy người đó. Bởi vì thứ mình nếu mà nhà thì tao đó cho đốt á, anh cũng đâu đốt kiểu nào đâu, tôi anh đốt càng nhiều tôi phái, tại vì đấy đốt càng nhiều thì chứng minh rằng và nó mới thiệt. Còn ở đây hỏi càng nhiều càng gây gắt luôn từ đầu, chứng minh là tôi có bằng lệnh rồi đây. Nha, con đừng có học, đừng có lo cái gì đó. Mà chứ, con cảm ơn. Hết giờ. Giờ cũng đã hết giờ cái buổi giải đáp hôm nay ấy, thì xin quý vị nếu mà có đặt câu hỏi nữa xin quý vị đặt về cái hộp video của chùa là Thiền Tông 2013 hay là phần quay trước cơm rồi. Thì còn rồi thôi, nếu muốn hỏi thì đừng tới cũng 12 giờ rưỡi ha, thì cái đó tuyên truyền đạo tôi hỏi thì tôi còn mà không thì tôi đã là hết hơn của mình tôi trả lời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.